Thiệu Đăng Vân quay đầu nhìn bản đồ, than thở, mông xoái đúng là mông xoái, hương quý không bao giờ cùn, trận này quá đẹp, khiến người mở rộng tầm mắt. Thiệu Bình Ba thì nhìn thấy điều khác, then chốt trận chiến này nằm ở chiến tranh quy mô lớn như vậy, trăm vạn người ngựa hỗn chiến mà không tổn thương chút nguyên khí của Nam Châu, dân sinh không bị mất mát gì, tương đương với giúp thương chiêu tông nuốt trọn Nam Châu, tiết kiệm mấy năm phục hồi lại. Mông Sơn Minh không ổn uy danh đại tướng, Thiệu Bình Ba hơi khó chịu về điều này, tương đương với bên Nhiêu hữu đạo nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với bên Bắc Châu, hỏi sao y vui vẻ được. Thiệu Đăng Vân lắc đầu nói, sợ là Thương Chiêu Tông không có phần Nam Châu, lần này Thương Chiêu Tông và Mông Soái gặp rắc rối to. Thiệu Bình Ba kinh ngạc hỏi, sao phụ thân nói vậy? Tuy Thiệu Bình Ba chú ý bên Nam Châu nhưng không theo dõi chặt chẽ, y lo tập trung vào bên Bắc Châu của mình nhiều hơn. chương 619, thắng thua chưa định hai. Thiệu Đăng Vân thuận tay cầm lên gậy đặt bên cạnh chỉ vào bản đồ, giảng giải việc điều động người ngựa của thương chiêu tông sau cùng tổng kết việc điều động người ngựa của thương chiêu tông không tầm thường rõ ràng là cắt nhỏ tách rời khống chế người của thương chiêu tông bản thân hắn sẽ không làm điều đó chắc thiên ngọc môn muốn qua sông đoạn cầu thiên ngọc môn đã không chấp nhận được thương chiêu tông thì sao có thể tha cho mông soái thiệu bình ba nghe hiểu y nhìn bản đồ một lúc sau nhanh chóng đoán ra ý đồ của thiên ngọc môn thiệu bình ba mừng rỡ rồi lại cau mày suy tư Lát sau Thiệu Bình Ba chậm rãi lắc đầu nói, e rằng Thiên Ngọc Môn sẽ không vừa ý. Thiệu Đăng Vân khẽ ừ, lão biết năng lực của Nhi Tử mình, Nhi Tử đã nói Thiên Ngọc Môn sẽ không được như ý muốn thì chắc chắn có lý do. Thiệu Đăng Vân nhìn sang, hỏi, người có ý kiến gì? Thiệu Bình Ba nói, người khác thế nào thì Nhi không biết nhưng rất hiểu về Nhiêu Hữu Đạo, trừ phi Thiên Ngọc Môn khống chế hắn trước, nhưng Nhi nghĩ không thể nào. Thiên Ngọc Môn khó mà bắt Nhiêu Hữu Đạo, nếu làm được đã sớm xuống tay chứ không chờ tới bây giờ nhìn như thiên ngọc môn thế lớn nhưng thật ra luôn bị nghiêu hữu đạo lợi dụng che chở an toàn cho chính hắn. Đám người thiên ngọc môn đánh giết thì còn được chứ đầu óc, thủ đoạn không chơi lại nghiêu hữu đạo. Nhi không tin nghiêu hữu đạo dễ dàng gục ngã trong tay đối thủ luôn bị hắn để phòng cảnh giác. Thiệu Đăng Vân nói, cục diện lớn như vậy làm sao một nghiêu hữu đạo tầm thường có thể lật ngược được. Thiệu Bình Ba lắc đầu nói, phụ thân xem thường hắn quá rồi. Nhi không biết Nhiêu Hữu Đạo sẽ lật ngược bàn cờ thế nào nhưng việc làm của Thiên Ngọc Môn đã xúc phạm nặng đến ích lợi của hắn. Hiện giờ Thương Chiêu Tông là trung tâm ích lợi của Nhiêu Hữu Đạo, thế lực của Thương Chiêu Tông tan rã thì Nhiêu Hữu Đạo kinh doanh bên kia mấy năm nay đều thành bọt nước, hắn sẽ không khoanh tay ngồi nhìn, chắc chắn ra tay can thiệp. Phổ thân chờ xem đi, Nhi tuyệt đối không tin Nhiêu Hữu Đạo gục trong tay Thiên Ngọc Môn, hắn không rơi vào tay Thiên Ngọc Môn tức là đã phòng bị từ lâu. Thiệu Bình ba bỗng tạm dừng, mắt hấp háy nhìn bản đồ lẩm bẩm đã phòng bị thì sao có thể ngồi xem chuyện xảy ra, tại sao không nhúng tay vào từ trước mà chờ đến kết thúc khó gỡ. Hắn không phải loại người ngồi chờ chết, chợt khóe môi thiệu bình ba co giật, giết qua cái răng, rất có thể hàng này cố ý dung túng lợi dụng lực lượng của thiên ngọc môn giúp thương chiêu tông cướp Nam Châu. Thắng bại chưa định, chắc hẳn đám ngu thiên ngọc môn đang rất vui, khụ khụ. Khụ khụ, hoàng cung yến quốc, trong một tòa cung đình hậu cung, mảnh mỏng rũ xuống, mảnh màu trắng mang ý nghĩa hiếu tang, Chu Thanh Chu Quý Phi ngồi bên cửa sổ xinh đẹp động lòng người, nhưng mắt đã sưng đỏ vì khóc. Lúc biết tin phụ thân đánh thau là thiệu liễu nhi biết Chu gia gặp rắc rối, tội lớn như vậy chụp mũ xuống làm sao nàng có thể yên ổn làm Quý Phi trong cung. Dù không bị liên lụy chịu chết cũng sẽ bị biếm vào lãnh cung. Ai ngờ phụ thân dùng, đánh thua tử tấn, giữ gìn tiếng trung thành, bảo vệ nguyên Chu gia, bảo vệ Quý Phi nương nương như nàng. Chu Thanh không cách nào tưởng tượng khi tử tấn phụ thân cần can đảm lớn cỡ nào, con kiến còn muốn sống trộm đình viện nơi ở của chu thanh bỗng chốc hưu quạnh ngày thường cái gọi là tỉ muội biết phụ thân của nàng là đại thần thân tín của hoàng đế biết nhà mẹ đẻ của nàng là chỗ dựa cứng rắn thì họ tới lui như thoi đưa còn bây giờ ai nấy trốn xa yêu đãi từng có thoáng như ảo mộng trong khoảnh khắc biến mất trong tông miếu có trăm ngàn ngọn đèn đốt sáng trưng bài vị tổ tiên thương thị xếp sờ na sát linh vị của hoàng đế khai quốc võ triều thương tụng đặt chỗ cao nhất trong hàng bài vị tông miếu hoàng thất yến quốc cũng là dễ thấy nhất dưới linh vị Thương kiến hùng mặc áo trắng tinh quỳ trong ánh nến sáng tỏ, biểu tình xấu hổ ngước nhìn các bài vị tổ tiên, mắt ngấn lệ lẩm bẩm xin tội cầu nguyện. Thương kiến hùng lại làm mất một mảnh đất nước, ngoài điện, tổng quản đại nội điền vũ, trung sa phủ lệnh ca miểu thủy bước tới. Một thái giám đứng ở cửa đi nhanh vào, lặng lẽ tới gần thương kiến hùng đang quỳ. Thái giám quỳ xuống bẩm báo, bẩm bệ hạ, tổng quản đến, nói Nam Châu quả nhiên có biến nên đến xin ý chỉ của bệ hạ. Thương kiến hùng đang sám hối mí mắt co giật, khuôn mặt sáng mừng niềm mong chờ. Thương Kiến Hùng nhanh chóng dập đầu hướng bài vị liệt tổ liệt tông phía đối diện ba cái, hai tay dụ ống tay áo đứng bật dậy, xoay người sải bước ra tông miếu. Điền Vũ, ca Miểu thủy chờ trước cửa cùng hành lễ, bệ hạ. Thương Kiến Hùng không kiên nhẫn phất tay ra hiệu đừng đa lễ, nhìn Điền Vũ chằm chằm, hỏi, xác nhận Nam Châu có biến? Điền Vũ cung kính nói, mấy hôm trước nhận được tin, đã sai người xác nhận nhiều lần. Thương Chiêu tông đúng là đã bị khống chế, người ngựa dưới tay bị tách rời đúng như Nghiêu Hữu Đạo nói, ý đồ của Thiên Ngọc Môn đã rõ ràng, muốn áp chế thương chiêu tông nâng đỡ Phượng Lăng Ba, việc này chắc chắn không sai. Lúc trước Cam Miểu Thủy, Chu quý phi mang tin tức bên Nghiêu Hữu Đạo về triều đình luôn lo có trá, giờ nhận tình huống biến cố bên Nam Châu vẫn chưa tin được, lặp đi lặp lại xác nhận rồi mới dám báo lên. Thương kiến hùng ngửa đầu cuồng cười, cười sảng khoái, ha, ha 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 ha. Thương kiến hùng chỉ hư không xa xăm, dựng đứng chân mày trợn to mắt quát thương chiêu tông làm tử tôn của thương thị nhưng hủy cơ nghiệp tổ tông, bày bao nhiêu chuyện cuối cùng làm gả y cho người. Đáng buồn đáng hận, ông trời cũng không chứa ngươi, đây là kết cục của ngươi. Thương kiến hùng mắng chửi chút giận vào không khí xong đi loanh quanh trước cửa tông miếu. Một lúc lâu sau thương kiến hùng ngừng bước trước ca miểu thủy, điền vũ, do dự hỏi, như hữu đạo là người của nghịch tử kia nhưng tại sao bày kế cho quả nhân. Nghĩ sao cũng thấy vớ vẩn, điền vũ nói, không khó hiểu, việc đã đến nước này như hữu đạo không cứu vãn gì được. Thiên Ngọc Môn làm hỏng chuyện tốt của Ngưu Hữu Đạo, song chuyện chưa chắc sẽ bỏ qua cho hắn, nếu hắn có cơ hội trả thù thì sẽ không để Thiên Ngọc Môn yên." Ca Miểu Thủy chắp tay nói, "Xin bệ hạ thử nghĩ Thiên Ngọc Môn nâng đỡ Phượng Lăng Ba, mà triều đình thì phong thương Chiêu Tông làm Thứ sử Nam Châu, Phượng Lăng Ba ngồi trên ghế danh không chính môn không thuận. Quan trọng là trong Nam Châu còn có một hai chục vạn người ngựa chính quy của thương Chiêu Tông, hạ ý chỉ này sẽ gợi lên mâu thuẫn." hai bên có mâu thuẫn thì triều đình âm thầm gây xích mích để mở rộng gay gắt hơn chờ nội loạn nổi lên là cơ hội cực tốt cho triều đình một hơi thu phục nam châu vào túi mặc dù là nghiêu hữu đạo gia mưu kế nhưng phải thừa nhận đây đúng là cách tốt tệ nhất cũng khiến nam châu không yên bình làm thiên ngọc môn khó chịu trăng thanh gió mát vách núi bương trăng lấp lánh đậu trên ngọn cây có hai người ngồi đối diện sau bàn đá đặt dưới cây nghiêu hữu đạo và tiêu thiên trấn đánh cờ dưới trắng phía xa là ngân hà rực rỡ Tiêu Thiên Trấn đặt một con cờ rồi lên tiếng phá vỡ yên lặng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì với ta? Nghiêu Hữu Đạo cười nói, ta nói rồi, sẽ không làm gì công tử. Ở lâu trong châu phủ phồn hoa, ngẫu nhiên ở trong núi giải sầu, có núi cao nước chảy, trăng thanh gió mát làm bạn, công tử không cảm thấy đây là chuyện nhã sao? Tiêu Thiên Trấn nói, một người bị bắt trói tới sợ là không có nhã hứng thưởng thức cao nhã của đạo gia. Ta từng biểu minh buồn giàu với viên cương, chắc hẳn viên cương đã thuật lại với đạo gia nghe người nơi này đều xưng hô Ngưu Hữu Đạo là đạo gia nên Tiêu Thiên Trấn khách khí gọi theo. Ngưu Hữu Đạo đặt một quân cờ lên bàn, thu tay về nói, nói. Tiêu Thiên Trấn nhìn chăm chú phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, không biết ý của đạo gia thế nào. Ngưu Hữu Đạo cười cười, ta không thể tự làm chủ việc này. Tiêu Thiên Trấn lắc đầu nói, sức ảnh hưởng của đạo gia đối với Thương Chiêu Tông còn cần ta nói nhiều sao. Chương 620, Tiêu Sắt, Ngưu Hữu Đạo nói, còn trẻ tuổi đừng làm chuyện ngu xuẩn, mẫu tử đồng lòng chung sức không tốt sao? Tiêu Thiên Trấn cãi lại, đây có phải là vấn đề trẻ tuổi đâu. Đạo gia mười mấy tuổi bị giam lỏng trên Thượng Thanh Tông 5 năm, đến 20 tuổi mới ra đời đã thuyết phục mẫu thân của ta trợ giúp thương chiêu tông cướp lấy Thanh Sơn Quật, mạo hiểm giết hiến. Về sau càng làm các hành động vĩ đại ở Tây Quốc, kiếm ba vạn ngựa chiến cho thương chiêu tông. Những việc đạo gia làm có thể lấy tuổi ra bàn cao thấp sao? Đạo gia bị giam lỏng trên Thượng Thanh Tông 5 năm, Ta thì bị người bài bố mười mấy năm, hai ta có điểm chung. Tiêu Thiên Trấn ở Kim Châu luôn bị kiểm soát nhưng quản gia Chu Thuận sẽ lén lút cung cấp chút tin tức, tình huống cho y biết. Khóe môi Nhiêu Hiểu Đạo cong lên hỏi, công tử muốn bàn việc hợp tác với ta. Tiêu Thiên Trấn lên lạnh lùng nói, chuyện tốt cùng có lợi ngại gì nói chuyện một bữa. Nhiêu Hiểu Đạo nhẹ tinh nói, công tử lấy cái gì bàn với ta. Công tử có thể làm gì trong Kim Châu, chờ có tư cách bàn với ta rồi nói đi trong giọng nói tràn ngập xem nhẹ nhưng nhìn đuôi mày như hữu đạo nhướng cao ra vẻ cố ý khích tiêu thiên chấn tiêu thiên chấn siết chặt hai nắm tay sắc mặt hơi đỏ lên cảm xúc hơi y xấu hổ tức tối tiêu thiên chấn không có tâm tình đánh cờ nữa chờ tiêu thiên chấn rời đi như hữu đạo đến bên vách núi tay áo đón gió bay ra sau hắn đứng chắp tay sau lưng mắt sâu thẳm nhìn trăng sao quản phương nghi thước tha bước tới từ gió đêm khoanh tay trước ngực thản nhiên nói thế cục nam châu đã định bên kia tùy thời có nguy hiểm mạng sống cứ tiếp tục chờ thế này coi chừng đùa chết nhóm thương chiêu tông. Vạt áo tung bay, dưới ánh trăng nghiêu hữu đạo nhắm mắt nghe tiếng gió, chậm rãi nói, không vội, chờ thêm chút nữa, đào chín rồi ăn mới ngon. Đã để lại cách giải trừ nguy hiểm mạng sống cho họ, không đến mức nguy hiểm mạng sống đến gần mà họ không phát hiện ra. Quản phương Nhi nói, người làm việc luôn như lọt vào trong sương mù không lộ ra chút gì, lỡ xảy ra ngoài ý muốn thì làm sao. Nghiêu hữu đạo nói, nếu hết lộ gì thì họ không chờ được đến cuối, có lẽ sớm mở túi gấm ra tránh phiêu lưu. Nếu bị Thiên Ngọc Môn liên lạc với vận động thiên phủ trước tiên thì, dù sao cũng nên cho viên cương thời gian sung túc để hành động đi. Nếu xảy ra ý muốn thật thì đành trách số họ không tốt. Quản Phương Nhi nói, giờ họ bị Thiên Ngọc Môn khống chế chặt chẽ muốn liên lạc cũng khó, người đã để cái gì trong túi gấm. Ngưu Hữu đạo cười cười, sáng sớm, La An đẩy mông sơn minh ngồi xe lăn rời khỏi trạch viện đi phủ nha nơi Phượng Lăng Ba ở. Bánh xe lăn trên nền gạch gồ ghề phát ra tiếng lộc cộc, biểu tình mông sơn minh bình tĩnh đón tia ban mai. Mặt trời ló dáng, trong đình viện, đám người thương chiêu tông đã gói ghém hành lý lục tục tụ lại chuẩn bị cùng thiên ngọc môn về phủ thành Nam Châu trước. Mọi người chạm mặt phát hiện thiếu người, vắng mông sơn minh. Cả nhóm do dự, thương chiêu tông phất tay ra hiệu một thân vệ đi sân của mông sơn minh. Thân vệ đi một lúc rồi bước nhanh về, bẩm báo, vương ra, không thấy mông soái hỏi thủ vệ canh cửa thì bảo là mông soái đã ra ngoài, để lại phong thư cho vương gia. Mấy người nhìn nhau, thương chiêu tông chộp thư mở ra xem, cau mày. Trong thư ghi đại khái là không thể ngồi chờ chết mòn mỏi trông như hữu đạo đặt một trứng gà trong giỏ, như vậy là không ổn. Mông Sơn Minh đi tìm người nghĩ cách hóa giải nguy cơ, dặn họ đừng lo, ông sẽ có cách, họ cứ đi trước. Vì sợ họ không chịu nên ông để thư lại, dặn họ đừng kinh động thiên ngọc môn. Thư truyền từ tay Lam Nhược Đình sang Thương Thục Thanh, hai người đọc xong cau mày xem chữ viết đúng là mông sơn minh tự ghi nhưng sao quyết định này không đầu không đuôi. Thương Chiêu Tông nghi ngờ hỏi, tìm ai hóa giải nguy cơ. Bên ngoài có đệ tử Thiên Ngọc Môn canh gác nghiêm ngặt, mông bá bá đi ra được sao? Lam Nhược Đình Trần trừ nói, mông soái không phải người lỗ mãng, mông soái đã nói vậy tất nhiên có nắm chắc. Ba người ngơ ngác ngó nhau, bị lá thư làm cho không biết nên xử thế nào. Báo cho bên Thiên Ngọc Môn tìm người dùm, làm vậy là trái với lời dặn cẩn thận của mông Sơn Minh đột nhiên xảy ra việc này làm đám người không yên. Không đợi bao lâu bạch giao đến thúc giục xuất phát. Bên mình bất đắc dĩ đành đi ra chạm mặt với đám người bành hữu tại thiên ngọc môn. Đoàn người cưỡi ngựa ra khỏi thành. Vì chuyện của mông sơn minh làm đám người thương chiêu tông đi không yên lòng. Cửa thành, phượng lăng ba tự mình tiến đám người bành hữu tại đi. Ngửa đầu thở hắt ra, biết thời đại nam châu thuộc về mình sắp đến. Bành ngọc lan cùng đến tiến đưa đẩy phượng lăng ba một cái trở về đi. Phượng lăng ba gật đầu, ừm. Um phượng lăng ba xoay người dẫn dắt đám hộ vệ về thành trở về phủ nha phượng lăng ba bước nhanh vào viện trong từ xa thấy mông sơn minh và la an đứng sau xe lăn bên đỉnh nước không ai chạy lão thở phào trước khi đi bành Hựu tại dặn dò nhiều lần đối phương không khờ gì phải cẩn thận đừng để xảy ra sai lầm đặc biệt là nghiêu hữu đạo không rõ tung tích chẳng biết hắn có làm cái trò quỷ gì không phải hết sức thận trọng nghiêu hữu đạo đột nhiên biến mất thành mối tâm bệnh của bành hữu tại ông lo hắn sẽ nhúng tay vào nghĩ nát óc không ra hắn xuống tay từ đâu đây là người có thể lấy về ba vạn ngựa chiến từ đất phong vân tề quốc phượng lăng ba cười tươi bước nhanh đến đỉnh nước chắp tay nói mông soái được ngài hỗ trợ ổn định đại cục nam châu là vinh hạnh của vãn bối sau này mong được mông soái chỉ giáo nhiều hơn mông sơn minh nhẹ gật đầu nói đô đốc khách khí tất nhiên phải hết sức phượng lăng ba không có thời gian hao phí tại đây khách khí nói tốt vãn bối bận nhiều việc vật xin cáo từ trước có gì cần xin hãy sai khiến người hầu. Mông Sơn Minh lạnh nhạt nói, đồ đốc cứ kệ ta, đi làm việc đi. Phượng Lăng ba bước đi, đến trước cửa Nguyệt thì dừng bước ngoái đầu nhìn lão nhân ngồi trên xe lăn cạnh đình nước, mắt lóe tia sáng quỷ quyệt rồi xảy bước ra khỏi cửa. Mông Sơn Minh nhìn cá bơi trong nước, chợt hỏi, La An, người sợ chết không? La An cười nói, đại soái, ra đi ra từ anh Dương Võ Liệt Vệ, khi sông pha chiến đấu đã khi nào La An sợ chết? Giọng mông sơn minh không lớn nhưng nhấn mạnh rõ ràng, tiểu tử nhà ngươi không nhỏ đi. La An cười nói, lớn được 10 tuổi, nhỏ thì 7 tuổi. Nói rồi La An gái đầu có vẻ ngượng ngùng nói, đại soái bà nương nhà ta nói chờ thằng cả lớn chút sẽ kính nhờ đại soái dạy giúp. Mông sơn minh nhếch môi cười, bà nương của ngươi sẽ không muốn nhi tử tòng quân, cái này là suy nghĩ của ngươi đúng không? La An cười gượng, he he, đều như nhau. La An hơi lúng túng, đúng là ông có mưu mô trong chuyện này, Mông Sơn Minh xoay người nhìn La An, vỗ mờ u bàn tay ông, bà nương của ngươi từng nói cho tiểu tử nhà ngươi đi theo Lam Nhược Đình học văn, nàng ấy lên tiếng thì tiểu Lam sẽ không từ chối. Hãy chiều ý nàng để tiểu tử nhà ngươi đi theo vương gia trước, vương gia sẽ chăm sóc tốt cho họ, ngươi yên tâm. La An yêu xìu, nhưng được Mông Sơn Minh vỗ tay an ủi thì không thốt nổi lời phản đối. Mông Sơn Minh quay người lại dựa vào lưng ghế, nhắm mắt, tay nhẹ vỗ tay vịn, ngâm nga giai điệu tang thương, thân hình khô gầy tiêu sắt. Trên đường cái, đoàn người bành hữu tại rầm rập chạy đi. Đến một trạm dịch toàn thể đi vào nghỉ ngơi lấy sức. Đệ tử Thiên Ngọc Môn đi nhanh vào kiểm tra, đề phòng trong ngoài. Thoáng chốc tiếng người tiếng ngựa ẩm ý bốc lên bụi trần trong trạm dịch. Bành hữu tại nhảy xuống ngựa quay đầu liếc thương chiêu tông một cái, đã sớm thấy y dọc đường đi ôm tâm sự. Bành hữu tại mỉm cười hỏi han, vương gia đang lo cho mông soái Đừng lo, chẳng qua kêu mông soái tạm ở lại giúp đỡ phượng lăng ba, chờ cục diện Nam Châu ổn định mông xoái tự nhiên sẽ về. chương 621, cái túi gấm thứ hai. Trước khi Nam Châu hoàn toàn ổn định, chưa hoàn toàn sáu tan dung hợp người ngựa của y thì không tiện đụng vào y. Nếu có thể ổn định được thương chiêu tông thì bành hữu tại sẽ cố gắng làm, có thể không gây rắc rối gì mà giải quyết được vấn đề là lựa chọn tốt nhất. Bành hữu tại dẫn theo mấy cao tầng đi vào trạm dịch nghỉ tạm, ông không cần loanh quanh nịnh nọt bên cạnh thương chiêu tông, nói một, hai câu dễ nghe là đủ. Bành hữu tại không biết mông sơn minh đã chặn đứng tin mình ở lại bên cạnh phượng lăng ba không để nhóm thương chiêu tông biết, ông tưởng bọn họ biết rồi chứ không thì đánh chết cũng không nói. Nhóm thương chiêu tông ngây ra, trong một chốc không rõ, chờ khi nghe hiểu lời của bành hữu tại thì tái mặt. Ngay từ đầu họ đã biết mình bị nguy hiểm mạng sống, biết thiên ngọc môn sẽ xuống tay với mình, họ cẩn thận không dám đâm thùng. Khi biết mông sơn minh bị điều đi họ liền hiểu là bắt đầu xuống tay với ông. Thương chiêu tông muốn đổi thay ngay hỏi rõ bành hữu tại. Lam Nhược Đình chộp cánh tay thương chiêu tông, y ngoái đầu, cơ mặt căng cứng giận dữ. Mắt Lam Nhược Đình chất chứa căm hờn nhưng cố giữ bình tĩnh, nhẹ lắc đầu với thương chiêu tông ra hiệu không thể hỏi, vương ra, đừng lỗ máng. Giang thương thục thanh cắn chặt môi anh đào, biểu tình buồn bã, hốc mắt đỏ hoe. Bạch Giao đi ra khỏi phòng thấy sắc mặt ba người là lạ, thầm khó hiểu, ngoài mặt bình tĩnh nói, vương ra, đã sửa sang phòng xong rồi, uống miếng nước rửa mặt tẩy bụi đi. Cố gắng làm nhanh chút, sẽ không nghỉ lâu, sắp tiếp tục đi ngay rồi lam nhược đình sợ thương chiêu tông xúc động vội cười tiếp lời tốt mấy người vào phòng trạm dịch một căn phòng cho ba người lam nhược đình ra hiệu hai thân vệ đi cùng canh trước cửa sau đó đóng sầm cửa lại cửa khép thương thục thanh không kiềm được cảm xúc của mình nữa vành mắt ướt lệ nàng che miệng nức nở không dám khóc thành tiếng sợ bị người ngoài nghe thấy khóc cũng không dám khóc lớn tâm tình và áp lực trong thế cục này khó có người ngoài hiểu thấu tình cảnh của họ rất khó khăn Bộp, Thương Chiêu Tông đấm vào lòng bàn tay chút căm hờn trong lòng. Lam Nhược Đình nhỏ giọng khuyên hai người, không dám nói lớn, vương gia, quận chúa, càng là lúc này càng phải bình tĩnh, chúng ta không thể tự luống cuống. Vẻ mặt Thương Thục Thanh không chịu nổi lắc đầu thúc thít, sau trận chiến mông bá bá hay nói nhiều, nhưng mông bá bá không phải loại người thích lải nhải. Hôm qua mông bá bá còn nói về hôn sự của ta, lẽ ra ta nên sớm nhìn ra, là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta. Mông bá bá nói không tiếc vì chúng ta Vậy mà ta không nhận ra mông bá bá khác lạ, không thèm để trong bụng, ta có lỗi với mông bá bá. Lam Nhược Đình lại khuyên, quận chúa, hiện tại không phải lúc tự nhận lỗi. Thương chiêu tông hít thở dồn dập ngực phập phồng kịch liệt, tức giận nói, một đám cho chết. Ta đi tìm họ, bọn họ dám đụng vào mông soái thử xem. Cùng lắm ta liều đá ngọc đều nát với chúng. Hai tay Lam Nhược Đình ôm chặt cánh tay thương chiêu tông không cho đi, sốt ruột nói, vương ra. Tuyệt đối không thể lỗ máng. Thương chiêu tông giận run người, buông tay. Bọn chúng muốn xuống tay với mông soái không lẽ người muốn trơ mắt nhìn mông soái chịu chết sao? Lam nhược đình kiên quyết không buông, cố khuyên nhủ, vương ra, sao ta không biết mạng sống của mông soái chỉ mảnh treo chuông. Nhưng vương ra ngẫm lại xem tại sao mông soái giấu giếm chúng ta làm như vậy. Là vì sợ vương ra xung động, đối phương cố ý tách mông soái ra là vì chưa muốn đụng vương ra, chỉ muốn gạt bỏ cánh chim của vương ra. Mông soái biết rõ điều đó, Cố ý giấu chúng ta là muốn hy sinh bản thân bảo vệ an toàn cho vương gia. Nếu vương gia tìm bọn họ gây lớn chuyện, hai bên xé rách mặt thì chẳng những không bảo vệ được mông soái, bọn họ chó cùng rứt dậu dù sao chuyện đã vỡ lở, chờ mặt rồi thì giải quyết vương gia luôn, trạm dịch này sẽ là nơi chôn thân của vương gia. Mông soái đang hy sinh bản thân tranh thủ thời gian cho vương gia, giành lấy cơ hội lật ngược thế cờ. Nếu vương gia cũng bị kéo vào thì chúng ta hoàn toàn mất cơ hội chở người. Mông Soái dùng mạng sống tranh thủ cơ hội cho vương gia, làm sao vương gia có thể bỏ qua. Thương Chiêu Tông Bi Thương nói, nếu có cơ hội này thì ta cần gì chịu đựng. Mắt Lam Nhược Đình đỏ hoe lắc mạnh tay y, không chịu được cũng phải chịu. Dù có bị bắt chui qua háng cũng phải làm, nếu không thì vương gia làm sao báo thù cho mông Soái? Vương gia muốn để mông Soái hy sinh uổng phí sao. Vương gia muốn cho mông Soái chết không nhắm mắt. Khóc mắt Lam Nhược Đình ngấn lệ vô cùng đau khổ, cảm xúc rất kích động. Thương chiêu tông siết chặt hai nắm đấm run rẩy, ngửa đầu khóc ròng. Bị cuốn vào phong vân thiên hạ, gió mây vần vũ, nam nhi có nhiều nước mắt hơn cũng không đáng một đồng. Bao nhiêu anh hùng hảo hán và tráng sĩ, bao nhiêu thiếu vương hầu tướng vùi xác trong phong vân này, bao nhiêu nhu tình tận xương bị nhấn chìm, có bao nhiêu hào kiệt thiên hạ nhiều phen bất lực. Thương thục Thanh chợt nhớ ra điều gì lục lọi ống tay áo, hoảng loạn lẩm bẩm không. Mông bá bá sẽ không bị gì, còn có cơ hội, chắc chắn còn có cách mông bá bá sẽ không sao đây tìm được rồi trong này trong này chắc có cách thương thục thanh móc một cái túi gấm ra khỏi ống tay áo hai tay đưa tới trước mắt hai người thương chiêu tông lam nhược đình lau dòng lệ trên mặt cùng nhìn túi gấm trong tay thương thục thanh một cái túi gấm cột bằng giải lụa màu trắng lam nhược đình hỏi đây là gì vậy quận chúa thương thục thanh kéo ống tay áo lau nước mắt nước nở đáp đạo ra là lúc trước đạo ra để lại túi gấm cho ta đạo ra cho ta hai cái một cái cột bằng lụa đen một cái cột bằng lụa trắng. Cái cột lụa đen đã đưa cho ca, ca cái cột lụa trắng thì đạo gia giận gặp nguy hiểm mạng sống hãy mở ra ứng cấp. Lam Nhược Đình lên tinh thần, mắt lóe tia sáng hy vọng nhìn túi gấp. Thương Chiêu Tông giẫm chân chộp túi gấm, tức giận nói: "Thanh Nhi, muội làm cái quỷ gì? Chuyện quan trọng như vậy sao có thể quên? Sao bây giờ mới lấy ra?" Hồ Đồ, Thương Thục Thanh cũng giận mình, khóc sòng nói: "Ca, xin lỗi. Là ta có lỗi với Mông Bá Bá, nhưng đạo gia dặn nhiều lần sự việc liên quan tương lai của nam châu liên quan tâm huyết nhiều năm của mọi người không thể dễ dàng mở túi gấm này ra khi nào gặp nguy hiểm mạng sống mới được mở ứng cấp ta không biết mông bá bá sẽ giấu chúng ta hy sinh chính mình hai tay làm nhược đình ấn không khí giữa huynh muội nói được rồi vương gia đạo gia đã dặn như vậy thì tất nhiên có nguyên nhân không thể trách quận chúa quận chúa làm theo lời dặn của đạo gia không có sai nhưng tình cảnh hiện giờ của mông soái đã đối mặt nguy hiểm mạng sống, chắc có thể mở ra. Vương ra, việc này không nên chậm trễ, muộn thì không kịp. Mau mở túi gấm ra xem đi, nhìn xem đạo gia để lại rượu kế gì cứu mạng trong túi. Thương chiêu tông giật giải lụa trắng của túi gấm, mở miệng túi lấy ra hai tờ giấy gấp. Mở thư ra, Lam Nhược Đình, thương thục thanh bất chấp quy củ sát đầu lại gần xem nội dung. Trong thư chỉ có vài chữ, nếu gặp nguy hiểm mạng sống thì đưa lá thư kèm theo cho thiên ngọc môn là sẽ vượt qua nguy cơ. Ba người ngó nhau, thương chiêu tông dở nhanh rút tờ giấy bên trên ra đọc tiếp tờ bên dưới. Trên giấy viết, cấp báo, Kim Châu tập kết 30 vạn người ngựa muốn đánh Nam Châu. Nghiêu hữu đạo, nội dung thư phụ đơn giản đến làm ba người bần thần. Thương Chiêu Tông nghi ngờ nói, muốn dựa vào tin tức giả ứng cấp. Thiên Ngọc Môn không ngốc, Kim Châu hay vạn động thiên phủ đều sẽ không xuất binh vì chúng ta. Kim Châu và Nam Châu đụng độ nhau thì có lợi cho Yến Quốc, Triệu Quốc. Triệu Hoàng Hải vô cực sẽ thừa dịp bắt lấy Kim Châu, bên Kim Châu sao có thể ra binh tấn công Nam Châu. Cái này, Thiên Ngọc Môn sẽ tin sao? Sắc mặt Lam Nhược Đình ủ rũ, cảm thấy nội dung lá thư không giống trình độ thủ đoạn của đạo gia. Dựa vào tin tức này cùng lắm lừa được một lúc, đùa giỡn Thiên Ngọc Môn kiểu đó như sắp chết vào đường cùng, chờ Thiên Ngọc Môn xác minh tin tức sai tương đương với đâm thủng cửa sổ giấy, cho họ biết bên mình không cam lòng cúi đầu, Trọc Thiên Ngọc Môn dứt khoát xuống tay. Chương 622, đúng là giống chữ viết của Ngưu Hữu Đạo một. Giờ Thiên Ngọc Môn muốn tiếp nhận Nam Châu trong yên ổn, không muốn dùng thủ đoạn quá kịch liệt chọc rắc rối. Bên mình cũng muốn tham sống sợ chết, ít ra giữ cân bằng yếu ướt. Thường Thục Thanh nhìn thư cũng băn khoăn, nhưng vẫn khuyên, đạo gia đã sắp xếp như vậy chắc có mục đích, hay cứ làm theo ý của đạo gia đi. Lam Nhược Đình vuốt dâu do dự nói, chúng ta đã lĩnh giáo thủ đoạn của đạo gia nhiều lần, không phải ta không tin tưởng bản lĩnh của hắn nhưng. Chiều này lừa chúng ta còn không được, không thể qua mắt thiên ngọc môn. Mắt thương thuộc thanh lóe tia kiên định ca, Lam tiên sinh, ta ở chung với đạo gia nhiều năm, rất hiểu con người của hắn, cũng tin tưởng hắn. Lùi một vạn bước, chúng ta có cách nào khác cứu mông bá bá sao? Nếu có cơ hội có thể thử một lần chẳng lẽ chúng ta chưa mắt nhìn mông bá bá đi chịu chết? Ca, Lam tiên sinh, Hãy làm theo lời đạo gia đi." Nói đến cứu Mông Sơn Minh thúc đẩy Thương Chiêu tông đặt quyết tâm, gật mạnh đầu nói, "Được." Lam Nhược Đình biết nói cái gì cũng vô nghĩa, khẽ thở dài, "Hai, vị đạo gia này làm việc luôn cao sâu khó dò không lộ dấu vết, cứ khiến người phật phồng lo âu." Bọn họ vừa rối rắm quyết định xong chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lam Nhược Đình đi qua mở cửa, Bạch Giao đứng cạnh thủ vệ ngoài cửa, bình tĩnh nói, "Lam tiên sinh, chuẩn bị xuất phát." Bạch Giao quét qua mặt Lam Nhược Đình, thấy trên mặt còn dính bụi. Lam Nhược Đình mỉm cười nói, được, Bạch Giao tiến lên một bước nhìn thương chiêu tông, thương thục thanh ở trong phòng, không nói gì thêm, xoay người đi. Bạch Giao ít nhiều gì biết sư môn định làm gì đám người này. Lam Nhược Đình nháy mắt với thủ vệ, lùi về phòng đóng cửa lại, trụm đầu cùng huynh muội bàn bạc sơ. Sau đó ba người lấy khăn lông ướt qua loa lau mặt, cùng ra cửa. Ba người vừa đi ra phòng chạm dịch thì đám người bành hữu tại cũng ra. Thương Chiêu Tông bước tới cản đường bành tại. Bành hữu tại dừng lại, đám người sau lưng ông cũng ngừng, họ nhìn thương chiêu tông chặn đường. Tuy y đường đường là dòng binh quận vương nhưng trong mắt nhóm người này ẩn chứa tia lạnh lùng cao cao tại thượng, miệt thị. Bành hữu tại mỉm cười hỏi, vương ra có chuyện gì sao? Thương chiêu tông không nói, rũ lá thư phụ ra đưa cho bành hữu tại. Bành hữu tại nhướng chân mày, không biết y muốn làm gì. Bành hữu tại chậm rãi vươn tay nhận thư, xem kỹ thương chiêu tông từ trên xuống dưới rồi mới nhìn tang giấy. Nội dung trong thư rất đơn giản, nhìn qua là rõ. Bành hữu tại đọc tin tức trong thư, đặc biệt nhìn kỹ tên ba chữ nghiêu hữu đạo làm chân mày ông co giật. Cái tên này xuất hiện trong tình trạng này rất nặng ký với bành hữu tại, tạo áp lực cho ông. Nghiêu hữu đạo đột nhiên biến mất vẫn không thấy mặt, nhưng tên của hắn nằm trên tờ giấy này. Cái tên xúc động dây thần kinh luôn căng thẳng của bành hữu tại. Mặt bành hữu tại không biểu tình ngước mắt nhìn thẳng thương chiêu tông, hỏi vương ra đưa cho bổn tọa xem thứ này là có ý gì. Thương Chiêu Tông nói, ta vừa mới xem, y không nói dối, bành hữu tại nhìn dâu mực hiển nhiên không phải mới viết, hỏi ở đâu ra. Thương Chiêu Tông đáp, không biết, chúng ta vào phòng thì thấy nó đặt trên bàn. Bành hữu tại vụt nghiêng đầu quét mắt bốn phía nhưng không thấy ai đáng ngờ. Ông tùy tay đưa thư cho Trần Đình Tú đứng bên cạnh xem qua, nháy mắt ra hiệu. Trần Đình Tú cúi đầu xem thư, những chân mày sau đó đưa thư cho trưởng lão khác, bản thân xoay người đi nhanh. Bành hữu tại thu lại tầm mắt nhìn thương chiêu tông, không nói nhiều trở vào phòng một đám người đi theo đối với bành đại trưởng môn thì sự việc chỉ có hai khả năng một là đám người thương chiêu tông làm giả hoặc đúng như y nói vào phòng phát hiện lá thư nếu là khả năng thứ hai nếu đúng là thư do nghiêu hữu đạo đưa đến thì rắc rối to thiên ngọc môn để phòng nghiêm ngặt như vậy mà nghiêu hữu đạo dễ dàng đưa thư vào ngay dưới mc mắt của họ chọn chúng ngay phòng ngẫu nhiên xếp cho thương chiêu tông ở điều này có ý nghĩa thế nào vấn đề rất nghiêm trọng rất nhanh đệ tử thiên ngọc môn hành động đám người thương chiêu tông đứng trong sân thấy tận mắt quan lại nguyên trạm dịch bị khống chế một đám tiểu lại nơm nớp lo sợ không biết chuyện gì xảy ra thương chiêu tông và lam nhược đình liếc nhau hai người thầm hiểu thiên ngọc môn sẽ điều tra tất cả nhân viên trong trạm dịch đây là mưu kế của lam nhược đình vừa nãy nghĩ ra cố ý tạo áp lực cho thiên ngọc môn lam nhược đình biết nếu là người khác thì thiên ngọc môn không tin nhưng họ đã lính giáo thủ đoạn của ngưu hữu đạo trong tề quốc trải qua nhiều sống gió mà hắn vẫn sống trở về, còn mang theo số ngựa chiến vượt mong đợi là ví dụ vững chắc. Trong phòng, bành hữu tại đứng chắp tay sau lưng trước cửa sổ, hờ hững nhìn bên ngoài, không ai biết ông nghĩ gì. Mấy trưởng lão truyền tay nhau đọc thư, mặc kệ thật hay giả thì nội dung trong thư khiến lòng họ nặng trĩu Nếu Kim Châu thật sự tấn công Nam Châu thì Thiên Ngọc Môn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Làm ra chuyện lớn như vậy sẽ không ngồi vững ở Nam Châu, không khống chế Nam Châu được. Thiên Ngọc Môn không còn giá trị trong mắt ba đại phái, triều đình Yến Quốc sẽ thừa dịp buộc ba đại phái tiêu diệt Thiên Ngọc Môn. Thiên Ngọc Môn không chịu nổi hậu quả này. Bành Hữu Tại đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía nhóm người chậm rãi nói, Phong Sư Đệ, hãy xem kỹ thư một lần nữa đi. Thư trở lại trong tay Phong Ân Thái, ông nghẹn một lúc rồi hỏi, chắc không phải trưởng môn nghi ngờ là ta dở trò này đi. Đúng vậy, ta và Ngưu Hiếu Đạo là huynh đệ kết nghĩa nhưng không đến mức bên người ngoài, Bành hữu tại xoay người ngắt lời phân bua của phong ân thái, người suy nghĩ nhiều. Bành hữu tại hết cảm hướng lá thư trong tay phong ân thái, ta biết con người của ngươi thế nào, người không đến mức phản bội sư môn. Ta kêu người xem kỹ lá thư là vì người quen thuộc nghiêu hữu đạo, muốn người xem có đúng là chữ viết của nghiêu hữu đạo không. Thì ra là vậy, phong ân thái đã hiểu, trái tim treo cao buông xuống. Phong ân thái cầm thư thư quan sát một lúc, do dự nói ta đã xem nét chữ của nghiêu hữu đạo, rất có phong cách riêng, chữ trong thư này đúng là của Ngưu Hữu Đạo, nhưng ta không thể xác nhận có phải tạo giả không. Phong Ân Thái biết việc nghiêm trọng, nếu Ngưu Hữu Đạo thật sự vào phòng ngự của Thiên Ngọc Môn như trốn không người thì to chuyện. Bành Hữu Tại quét mắt qua mọi người, hỏi các người thấy sao? Có người lên tiếng, trưởng môn sư huynh tin thật sao? Làm sao Kim Châu tấn công Nam Châu được? Vạn động thiên phủ đang yên lành tự nhiên liều mạng với chúng ta thì đúng là bị điên. Người khác nói, đúng vậy, chúng ta bắt lấy Nam Châu thì Kim Châu có minh hữu càng mạnh, có lợi cho vạn động thiên phủ. Ta không nghĩ ra vạn động thiên phủ có lý do gì tổn hại ích lợi của mình phá hỏng cục diện có lợi này, hoàn toàn không thể xảy ra. Mọi người lao nhau đều cảm thấy không thể nào, chỉ có phong ân thái giữ im lặng, thỉnh thoảng xem thư. Phong ân thái cộng sự với nhiều hiểu đạo trong tề quốc lâu như vậy, đã lĩnh giáo năng lực của hắn, nếu thật sự là hắn viết thư thì ông không chắc chuyện này sẽ thế nào. Bành hữu tại chú ý phản ứng của sư đệ, băn khoăn này cũng là nỗi lo của ông. Nghiêu hiếu đạo chuồn trước trận đánh là dấu hiệu không rõ, bành hữu tại luôn lo hắn sẽ ra tay, không biết khi nào đánh tới, quan trọng là năng lực của tên kia không thể coi thường. Nếu là những năm trước bành hữu tại không bao giờ ngờ một tiểu nhân vật tùy thời có thể bóp chết xem ảnh một mà bây giờ tạo áp lực lớn cho trưởng môn thiên ngọc môn như ông. Có người nói, mọi người đừng nghi thần nghi quỷ nữa, nếu thật sự tập kết 30 vạn người ngựa tấn công thì bên Kim Châu không thể nào không có động tính. Kêu tai mắt bên Kim Châu chú ý chút là biết ngay thật giả, mọi người tụ tập tại đây thảo luận lãng phí thời gian vì một phong thư không đầu không đuôi rất vô ích. Chương 623, đúng là giống chữ viết của Ngưu Hữu Đạo hai. Nhiều người gật gù đồng ý, đúng vậy. Bành Hữu Tại nói, được rồi, cứ làm vậy đi. Lập tức sai người bên Kim Châu hỏi thăm tình huống. Bành Hữu Tại hết cùng với một trưởng lão. Trưởng lão chắp tay lên tiếng. Bành Hữu Tại nói, khoan trở lại, tạm thời nghỉ lấy sức trong trạm dịch, đợi rõ ràng tình huống rồi tính thông báo cho phượng lăng ba khoan hành động thiếu suy nghĩ giữ mông sơn minh lại mọi người lặng im hiểu ý bành lục tại nếu bên kim châu thật sự uống nhầm thuốc thì bên mình không về được phải trở lại gấp chỗ phượng lăng ba tỏa trấn giúp đỡ ngăn chặn vạn động thiên phủ tấn công họ không thể bỏ mặc một mình phượng lăng ba chống cự lão cũng không chống nổi tạm thời không đụng vào mông sơn minh cũng đơn giản nếu bên kim châu đánh tới thật thì thiên ngọc môn còn cần nhờ vào năng lực siêu đẳng của lão xoài đánh tán thế công của kim châu tự bảo vệ mình nếu đánh thua mất Nam Châu, ba đại phái không bóp chết thiên ngọc môn mới lạ. Lùi một bước, nếu có ngoại địch thì giờ không phải lúc gây nội chiến, mấy chục vạn người ngựa không hợp nhau thì đánh cái quái gì. Thừa dịp bây giờ chưa đụng mông Sơn Minh, còn chưa trở mặt hãy mau rút tay về, tránh cho khi cần dùng người ta thì lúng túng. Sau khi xác định tình huống nếu không có việc gì lại xử mông Sơn Minh cũng không muộn, không thiếu chút thời gian này. Bạch sao đi ra từ đại đường trạm dịch, thông báo cho thương Chiêu Tông, Vương Gia, Trưởng môn hạ lệnh tạm thời không chạy đi, tạm nghỉ ngơi trong trạm dịch. Bạch Giao không nói rõ tại sao tạm ở lại. Thương Chiêu Tông, Lam Nhược Đình, Thương Thuộc Thanh liếc nhau, thầm hiểu phong thư kia phát huy tác dụng. Nội dung trong thư quá kinh sợ, ít nhiều tạo áp lực cho Thiên Ngọc Môn. Nhưng trái tim ba người vẫn treo cao, họ biết đây chỉ là tạm thời. Không biết bên Mông Sơn Minh sao rồi, lòng thầm lo lắng nhưng họ không thể hỏi han, phải giáng nhịn. Việc đến hiện giờ bọn họ bị Thiên Ngọc Môn khống chế nghiêm ngặt không còn cách nào. Phượng Lăng Ba ngồi trong phòng công vụ trong phủ nha, tay cầm mật thư, chân mày nhíu chặt. Sáng sớm mới tiến đám người bành ngược tại đi, nửa buổi chiều đã nhận được thư kêu bên mình tạm không đụng mông Sơn Minh, rốt cuộc muốn gì đây. Bất đắc sĩ thư không giải thích nguyên nhân làm Phượng Lăng Ba khó chịu, treo tim treo gan. Phượng Lăng Ba ngước đầu nhìn bành Ngọc Lan đã đưa tin đến, hỏi do, Ngọc Lan, chắc không phải phụ thân đổi ý muốn nâng đỡ thương chiêu tông đi. Bành Ngọc Lan đáp, không thể nào. Thương chiêu tông đầy dã tâm, nâng đỡ hắn chẳng khác nào tìm rắc rối cho thiên ngọc môn. Chàng cũng hiểu rõ chuyện này mà. Phượng lăng ba vuốt thư trong tay, vậy tại sao đột nhiên đổi ý? Bành Ngọc Lan cũng vắt óc suy nghĩ, ta nào biết. Phượng lăng ba đứng dậy nắm tay bành Ngọc Lan, Ngọc Lan, nàng hãy âm thầm liên lạc phụ thân hỏi xem, nếu không hiểu rõ chuyện này thì ta không yên lòng. Bành Ngọc Lan gật đầu, đột nhiên bên ngoài ồn ào lạ thường. Bành Ngọc Lan vụt ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, lắc mình nhẹ nhàng ra khỏi phòng như chim én đáp xuống đỉnh viện. Bành Ngọc Lan nhìn theo hướng đệ tử đồng môn canh giữ ngước nhìn, một con chim to xoay quanh trên bầu trời. Phượng Lăng ba bước ra theo, ngước đầu lên, trong mé viện, La An đẩy xe lăn dừng bước ngẩng lên nhìn. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn ngước lên nhìn chim xoay quanh trên trời, thấy có ba người thấp thoáng đứng trên lưng chim. Lại nhìn bốn phía, trên nóc nhà cao đều có đệ tử Thiên Ngọc Môn ló mặt ra cảnh giác nhìn bầu trời chim to xoay quanh một lúc rồi lao xuống vị trí nào đó trong thành la an nhìn theo hướng chim bay đại soái hình như là người trong cung tuy không thấy rõ ai đứng trên lưng chim nhưng la an thấy áo đỏ bên trong áo choáng rất quen mắt trước kia la an đi theo bên ninh vương thương kiến bá từng thấy nhiều người trong cung mặc đồ kiểu như vậy nên quen thuộc mông sơn minh lớn tuổi thị lực không bằng la an không thấy rõ nghe xong ra chiều đăm chiêu không biết người trong cung đến đây vào lúc này là muốn làm gì Chim to mới đáp xuống khối đất trống trong thành thì có mấy chục đệ tử thiên ngọc môn bay tới. Ca miểu thủy mặc quan phục trong cung nhảy xuống đất, phất áo choàng đung đưa theo bước chân. Ca miểu thủy phất lờ đệ tử thiên ngọc môn như hổ rình mồi, bước nhanh vào trong. Hai hộ vệ nhảy xuống đi theo, chim đập cánh bay lên trời. Đệ tử thiên ngọc môn vây quanh kiềm chế, đoàn người đi hướng phủ nha. Phượng Lăng Ba ở trong phủ nha nhận được tin tức nhưng không đi ra, lão đứng trong sân chờ đệ tử thiên ngọc môn ở trong tối ngoài sáng vây quanh đề phòng phượng lăng ba thầm lấy làm lạ ca miểu thủy chạy tới làm chi triều đình đã bất lực với bên này muốn chuốc khổ sao nói thế nào thì nam châu vẫn nằm trong yến quốc phượng lăng ba là quan viên của yến quốc người của triều đình đến khi không cần thiết phượng lăng ba vẫn phải ra gặp mặt cũng muốn nhìn xem đối phương đột nhiên giá lâm muốn làm gì bên ngoài vang tiếng bước chân na ca miểu thủy đầu đội mũ hoạn quan kéo áo choàng bước lên bậc thang ngoài cửa dần lên cao tràn đầy khí thế đi vào, áo đỏ thấm bên dưới áo choáng thỉnh thoảng lộ ra. Cam Miểu Thủy không sợ lẻ loi đi vào sẽ gặp nguy hiểm, trừ phi bên này muốn công nhiên tạo phản nếu không chẳng ai dám động vào y. Trước lúc Nam Châu hạ năm quận tấn công Nam Châu còn biết chụp ngũ chu thủ hiền là bình gian nịnh, có thể tìm cớ đã nói lên bên Phượng Lăng Ba không có can đảm tạo phản. Khách và chủ đứng mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Phượng Lăng Ba mỉm cười chắp tay nói, Trung Sa phủ lệnh đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón xin thứ tội. Ca Miểu Thủy không nói nhiều, phất áo choàng lấy ra cuộn thánh chỉ vải vàng, ý chỉ của bệ hạ, lập tức mời Dòng Bình Quận Vương Thương Chiêu Tông đi ra tiếp chỉ. Phượng Lăng Ba sửng sốt, cười giả lả, Dòng Bình Quận Vương đã đi dò xét, sợ là tạm thời không thể tiếp chỉ. Nhưng chuyện đó không quan trọng với Ca Miểu Thủy, Thương Chiêu Tông bị khống chế vốn nằm trong dự đoán, y chỉ cần truyền chỉ đến bên này là được. Ca Miểu Thủy lạnh lùng hỏi, trước mắt do ai chủ sự nơi này? Phượng Lăng Ba cười nói, tạm thời do hạ quan hiệu lực Ca Miểu Thủy nói, nếu dòng bình quận vương không có mặt vậy nhờ Phượng quận thủ truyền đạt thay đi. Phượng Lăng Ba ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm vậy không hợp quy củ. Ca Miểu Thủy phất lờ Phượng Lăng Ba, trực tiếp mở chỉ tuyên đọc trước công chúng. Tuyên chỉ xong Ca Miểu Thủy không ở lại, quay đầu đi thẳng. Mặt Phượng Lăng Ba xám xịt, mắt đầy sát khí nhìn theo Ca Miểu Thủy rời đi, không thèm nói câu tiến khách cho phải phép. Bành Ngọc Lan đứng bên cạnh hỏi, "Lăng Ba, chuyện này là sao?" "Còn sao nữa?" muốn làm người ghê tởm định chế tạo mâu thuẫn trong nam châu để mưu lợi bất chính đám tiểu nhân trên triều đình không có bản lĩnh gì chỉ biết sở loại thủ đoạn này yến quốc thua vào tay loại người như họ phượng lăng ba cười lạnh mở thánh chỉ ra nhìn xong ném xuống đất dẫm đạp phượng lăng ba dám đạp lên thánh chỉ nghĩa là không thèm để vào mắt lão sẽ không vì thánh chỉ này mà đưa tặng đồ đã tới tay thánh chỉ như một trò cười với phượng lăng ba nhưng phượng lăng ba cũng hiểu triều đình cố ý làm như vậy tuyệt đối không đơn giản chỉ là thánh chỉ. Không nói cái khác, một khi 20 vạn người ngựa của Thương Chiêu Tông biết thứ sử Nam Châu là y nhưng Phượng Lăng Ba chạy ra cầm quyền, vậy người của Thương Chiêu Tông nghĩ sao? Những tưởng tượng này vì ích lợi của mình quyết làm cho ra nhẽ, bên trong Nam Châu chắc chắn sẽ nội loạn, đủ cho Phượng Lăng Ba ăn trái đắng. Một đôi giày theo tinh trí đặt ngay ngắn bên dòng suối dưới vách vực. Quản Phương Nghi ngồi trên tảng đá, đôi chân ngọc đung đưa trong dòng suối mát trong, trông quyến rũ động lòng người. Ngưu Hữu Đạo lom khom nhặt đá cội cạnh suối. Quản Phương Nghi thỉnh thoảng quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo, nàng trực giác hắn không bình tĩnh, không biết đang suy tính trò quỷ gì. Có một điều Quản Phương Nghi hiểu rằng chuyện Nam Châu dính dáng ích lợi của nhiều người, bao gồm đám người phù phương viên của nàng về sau có thể đứng trong Nam Châu không. Mặt ngoài đạo ra bình tĩnh nhưng trong lòng chắc không nhẹ nhàng gì, vì vậy Quản Phương Nghi giữ yên lặng không quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Chương 624, một đống rắc rối tụ lại. Công tôn bố từ trên vách núi nhẹ nhàng bay xuống cạnh Nghiêu Hữu Đạo, bẩm báo, đạo gia, kinh thành nổi tiếng gió nói là triều đình muốn phong vương ra làm thứ sử Nam Châu. Nghiêu Hữu Đạo nở nụ cười, tốt, triều đình đã hành động. Lúc trước Nghiêu Hữu Đạo còn lo bên triều đình có chịu làm theo kế hoạch của hắn không, dù gì hắn đứng về phe thương chiêu tông, giờ đã đội được tin tốt. Nghiêu Hữu Đạo hơi thở ra, quay đầu ném một cục đá gội rất xuống trước mặt quản phương nghi, nước bắn tung tóe lên mặt bà. Quản phương nghi nhe răng quát, muốn chết hả? Như Hữu Đạo nói, truyền tin cho bên lão bát ở Kim Châu, khiến người ngựa Kim Châu nhanh chóng tập kết bày ra thế công với Nam Châu. Trạm dịch, chạm vạng có con kim xí đáp xuống. Một phong mật thư đến từ Kinh Thành rất nhanh rơi vào tay đám cao tầng Thiên Ngọc Môn. Cao tầng Thiên Ngọc Môn tụ tập trong một phòng truyền đọc mật thư, xem xong ai nấy sắc mặt nặng nề. Bên Yến Kinh đột nhiên lan truyền tin tức khắp Kinh Thành bảo là Triều Đình đã sắc phong thương Chiêu Tông làm thứ sử Nam Châu, dẫn đến sóng gió lớn mà không thấy Triều Đình ra mặt bác bỏ tin đồn, việc này rõ ràng kỳ lạ nếu có thật thì nam châu khó yên ổn trong khi đám người vắt óc suy tư lại có kim xí sí từ trên trời giáng xuống đưa mật thư đến nữa là thư của phượng lăng ba bành hữu tại xem thư xong biểu tình trầm trọng nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ đám người sau lưng ông truyền đọc phong thư nội dung đã xác minh tin tức bên kinh thành phượng lăng ba đã nhận ý chí của triều đình chính thức xác phong thương chiêu tông làm thứ sử nam châu triều đình bụng dạ khó lường rõ ràng muốn đảo lộn Nam Châu để chen vào chỗ trống. Bên kinh thành cố ý thả ra tiếng gió, sợ động tĩnh không lớn. Tin tức sớm muộn gì sẽ truyền vào tai người ngựa của thương chiêu tông, không bịt nổi 20 vạn đôi tai. Trưởng môn, không thể do dự nữa, phải nhanh chóng xuống tay, không thể để 20 vạn người làm loạn. Xuống tay, xuống thế nào, đó là 20 vạn người ngựa chứ không phải 20 vạn cua cải trắng, không lẽ người muốn giết hết. Dù chỉnh đốn cũng khó làm xong trong một chốc. Vậy thì giải quyết thương chiêu tông trước, người đã chết rồi mặc bọn họ quấy phá. Giết hắn, lỡ bên Kim Châu muốn tấn công bên này thì làm sao? Không thể nào, Kim Châu sẽ không tấn công bên mình. Cao tầng thiên ngọc môn bàn tán rôm giả nhưng không thảo luận ra cách ứng đối nào. Cuối cùng có người hỏi bành hữu tại đứng bên cửa sổ đưa lưng hướng họ trưởng môn ra quyết định đi. Bành hữu tại chậm rãi xoay người nhìn Trần Đình Tú, hỏi điều tra ra người trong trạm dịch có vấn đề gì không? Trần Đình Tú trả lời, vẫn đang thẩm vấn, trước mắt chưa điều tra ra cái gì. Trưởng môn, việc này có thể điều tra từ từ, nhưng phải lo nghĩ cách ứng đối sắc phong bên triều đình đã, nếu không sẽ tai họa ngầm vô cùng. Bành hữu tại đi tới đi lui, hai sự kiện có thể giải quyết riêng lẻ, nhưng chỉ sợ chúng sâu chuỗi lại. Trần Đình Tú hỏi, trưởng môn nghi ngờ việc triều đình làm cũng do nghiêu hữu đạo mà ra. Bành hữu tại không hé răng, hơi cúi đầu nhìn mặt đất. Bành hữu tại thật sự nghi ngờ nghiêu hữu đạo dở trò, đối tượng luôn khiến người nghi ngờ đề phòng một khi xảy ra chuyện sẽ làm người ta liên tưởng đến hắn đầu tiên giờ bành hữu tại rất nghi ngờ nghiêu hữu đạo ẩn giấu không động tĩnh phải chăng đã ra tay huống chi không có chuyện gì thì thôi vừa xảy ra chuyện đã tụ tập lại một đống thật sự là trùng hợp sao trần đình tú hỏi thêm hắn có thể ảnh hưởng quyết định của triều đình sao bành hữu tại ngước đầu nói kim châu thăm dò rõ tình huống bên kim châu trước lời của trần đình tú nhắc nhở bành hữu tại bây giờ không chỉ lo nghiêu hữu đạo có ảnh hưởng quyết định của triều đình được không càng đáng lo là hắn ảnh hưởng bên kim châu sáng sớm hôm sau một con kim xí đón ban mai đáp xuống kim châu bên kim châu đến điều làm bành hữu tại lo lắng nhất đã xảy ra quả nhiên kim châu khác lạ tai mắt bên kia vừa nhận được tin liền điều tra kết quả phát hiện mấy ngày trước kim châu lặng lẽ triệu tập người ngựa xem tin xong cao tầng thiên ngọc môn sao động sao có thể như vậy chẳng lẽ kim châu thật sự uống nhầm thuốc muốn tấn công nam châu tin tức này làm thần kinh mọi người căng thẳng bành hữu tại đen mặt im lặng nghe bốn phía ẩm ý sau cùng trầm giọng nói lập tức truyền tin hỏi vạn động thiên phủ xem chuyện này là sao tin tức đã đưa đi nhưng vạn động thiên phủ không trả lời liên tiếp hỏi tin đều vô dụng tóm lại vạn động thiên phủ không trả lời điều này không bình thường tai mắt bên kim châu lại truyền tin bảo người ngựa kim châu đột nhiên tăng số người tập kết từ lặng lẽ đổi thành công khai đại quân đang di chuyển đến gần giao giới Kim Châu và Nam Châu, không rõ ý đồ. Một đoàn hơn 10 người cưỡi ngựa rầm rập ra chạm dịch. Lam Nhược Đình đứng trước cửa sổ lấy làm lạ hỏi, Bành Hữu Tại đã đi. Định đi đâu, Thương Chiêu Tông đứng cạnh cũng trông thấy, tận mắt thấy Bành Hữu thấy dẫn mười mấy người lên ngựa rời đi nhanh, bỏ lại một đám người. Bọn họ không biết Bành Hữu Tại vội vã dẫn người đi vạn động thiên phủ ở Kim Châu, muốn hỏi ngay mặt, nếu không tìm hiểu rõ chuyện gì thì thật khó chịu, liên quan đến sống còn của Thiên Ngọc Môn, cốc cốc cốc, bên ngoài vang tiếng đập cửa, cửa mở, bạch giao bước vào thông báo, vương ra hãy dọn dẹp đi, xuất phát ngay. Bên mình luôn treo tim treo gan, Lam Nhược Đình hỏi ngay, đi đâu? Bạch đao trả lời, quay về Thượng Bình Thành, về chỗ Phượng Lăng Ba, ba người trong phòng liếc nhau, Lam Nhược Đình hỏi tiếp, tại sao trở lại? Bạch Giao đáp cổ không rõ, sẽ không đợi lâu, ý Bạch Giao là mau gói ghém hành lý, sau đó đi ngay. Bạch Giao không tham gia vào thảo luận cao tầng nên không biết Thiên Ngọc Môn đang chuẩn bị hai tay, một là trưởng môn bành hữu Tại tự mình đi vạn động thiên phủ hiệp thương, thứ hai là sẵn sàng ứng biến, nếu Kim Châu thật sự tiến công thì bên mình đành đánh trả hòng tự bảo vệ mình. Tuy Bạch Giao không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt cao tầng Thiên Ngọc Môn là lạ, chắc chắn có chuyện lớn. Bạch Giao rời đi, ba người trong phòng ngô nhau, bành hữu Tại đi vội vàng, những người ở lại thì sắp trở về Thượng Bình Thành, chắc chắn phải có lý do gì ba người cảm giác sự việc khác lạ thương thục thanh hỏi dò có phải vì phong thư của đạo gia phát huy tác dụng không biết thương chiêu tông lam nhược đình cũng mơ hồ không thể giải đáp thương chiêu tông do dự dặn dọn dẹp đi đi thôi thiên ngọc môn kêu y đi đâu thì y phải tới đó thân bất do kỳ không có đường lựa chọn gói ghém hành lý xong nhóm người đi ra trạm dịch đệ tử thiên ngọc môn khẩn cấp tập hợp phượng nhược nam bước ra thương chiêu tông đi đâu thì nàng theo đó Phượng Nhược Nam vừa oán giận Thiên Ngọc Môn vừa lúng túng không biết nên đối mặt thương chiêu tông thế nào, ngăn cách với mọi người, lòng chua xót, hình bóng cô đơn, sống một mình một gian phòng. Phượng Nhược Nam không ngốc, đến lúc này sao không biết ngoại công, phụ mẫu liên hợp đối phó trượng phu của nàng, nhưng biết làm sao đây. Kêu nàng trở mặt với phụ mẫu sao, Phượng Nhược Nam chậm rãi đến gần thương chiêu tông, làm nhược đình chắp tay chào, vẫn giữ sự cung kính. Thương chiêu tông lạnh lùng liếc qua, khẽ hử mũi xem nhẹ, Phượng Nhược Nam rất khó chịu, Thương Thục Thanh lại gần hai tay nắm bàn tay nàng, dịu dàng kêu tẩu tử. Phượng Nhược Nam cười gượng gạo, ừm, đám người thương chiêu tông chú ý quan sát thấy sắc mặt cao tầng thiên ngọc môn nặng nề, thỉnh thoảng liếc hướng họ với ánh mắt tràn đầy phức tạp. Ba người càng khẳng định đã xảy ra chuyện gì, thiên ngọc môn phòng tỏa tin tức với họ, ba người không biết triều đình đã sắc phong thương chiêu tông làm thứ sử Nam Châu. Mọi người đến đông đủ, Trần Đình Tú ra lệnh một tiếng, tất cả leo lên ngựa dục ngựa lao ra chạm dịch, dầm dập chạy theo đường cái trở lại. Nửa đêm, đầu tường thượng bình thành đốt ánh lửa hừng hực, cửa thành tạm mở ra cho đoàn người thương chiêu tông dục ngựa chạy vào, phá vỡ yên tĩnh trong thành ban đêm. Nhiều dân chúng trong nhà thắp sáng đèn, chương 625, có khách đến vạn động thiên phủ. Vẫn là trạch viện cũ, đám người thương chiêu tông lại bị đưa về trạch viện lúc trước giam lòng họ. Đêm nay nhiều người khó ngủ, nhóm thương chiêu tông càng như vậy, vắt có suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì đêm trần trọc, thương chiêu tông quanh quẩn trong đình viện dưới ánh trăng, quần áo thâm ướt. Phượng Nhược Nam ra khỏi phòng, cầm áo choàng đi tới gần thương chiêu tông, dù áo khoác lên vai y. Thương chiêu tông quay đầu giật áo choàng xuống hùng hổ ném trả vào ngực Phượng Nhược Nam, không dám làm phiền vương phi, không chịu nổi. Thương Thục Thanh bước nhanh lại gần lườm thương chiêu tông, giọng nói có chút trách móc ca. Phượng Nhược Nam cắn răng, ôm áo choàng lầm lũi xoay người đi. Lam Nhược Đình đứng dưới mái hiên thấy cảnh này không biết nên nói sao thương thục thanh nhỏ giọng cầu nhau một câu có liên quan gì đến tẩu tử đâu tẩu tử cũng không còn cách nào thương chiêu tông gắt gỏng từ đầu tới đuôi nàng ta có nói giúp câu nào cho chúng ta không ta không yêu cầu nàng ấy giúp đỡ chỉ đứng ra nói một câu cũng không được sao nàng ấy có xem ta là trượng phu của nàng không có xem chúng ta là người một nhà không tuy thương thục thanh biết ca ca giận dỗi mới nói vậy nhưng việc này khó nói rõ chỉ trong một hai câu thương thục thanh không thèm lý luận với thương chiêu tông Nàng đi nhanh vào phòng Phượng Nhược Nam. Thương Thục Thanh đẩy cửa vào thấy Phượng Nhược Nam đứng cạnh đèn, vẻ mặt đờ đẫn nhìn ánh nến, lặng lẽ rơi lệ. Thương Thục Thanh đóng cửa lại, xoay người đi tới cầm tay Phượng Nhược Nam, dịu dàng nói: "Tẩu tử đừng khóc, ca giận nên nói lỡ, tẩu tử đừng để trong lòng. Không sao đâu, chờ chuyện qua rồi là tốt đẹp, đừng khóc." Thương Thục Thanh đau lòng lau nước mắt cho Phượng Nhược Nam. Phượng Nhược Nam hòa khóc ôm chặt Thương Thục Thanh, tiếng nức nở cố nén đầy bụng xót xa mà không chỗ chút đều hóa thành nước mắt vô tận thương thục thanh ôm phu quân an ủi cũng khóc không sao mà tẩu tử thật sự không sao phượng nhược nam thuốc thiết nho nhỏ làm lòng thương thục thanh đau nhói đã bao giờ thấy tẩu tử khóc như vậy đây còn là vị nữ tướng quân anh tư hiên ngang sông pha trong thiên quân vạn mã bị chém một đao cũng không thèm nhíu mày sao trời sáng thân vệ từ bên ngoài chạy nhanh vào bẩm báo cho thương chiêu tông trong đình viện vương gia mông xoái đã trở lại thương chiêu tông mừng rỡ hỏi ở đâu bên tai thương chiêu tông nghe tiếng bánh xe lăn nhìn lại thì thấy la an đẩy mông sơn minh chậm rãi đi tới thương chiêu tông lao qua lam nhược đình bước nhanh xuống bậc thang hai người trước sau xông tới trước mặt mông sơn minh như điên mông bá bá mông soái có sao không thương thục thanh nghe tiếng động mở cửa bước ra kéo váy vui mừng chạy tới thương thục thanh reo lên mông bá bá mông sơn minh phẩy tay tỏ vẻ không sao quay đầu ra hiệu, La An liền buông xe lăn đi tới cửa viện canh chừng. Thương Chiêu Tông đau khổ nói, mông Soái đã biết chuyện vì sao giấu chúng ta. Ngài làm như vậy thì chúng ta làm sao yên lòng, mông sơn minh giơ tay ngăn lại, đừng nói chuyện này nữa. Giờ có trách móc cũng vô nghĩa, mọi người thầm hiểu là được, không cần dây dưa mãi, giờ mông sơn minh quan tâm chuyện khác hơn. Biểu tình mông sơn minh nghiêm túc hỏi, vương gia, tại sao các người trở lại? Mông sơn minh nhìn sang Lam Nhược Đình, là thiếu phu cả đời anh minh nhưng sao dạy ra học sinh hồ đồ không biết nặng nhẹ như ngươi tại sao không khuyên can vương ra mông sơn minh không tiếc hy sinh bản thân vì hy vọng bên mình hiểu đại cục bây giờ chạy về ông tưởng họ vì mình trong lòng vừa vui vừa giận suýt lỡ miệng trách thương chiêu tông hồ đồ thương chiêu tông vội giải thích ngọn nguồn vụ việc mông bá bá hiểu lầm lam tiên sinh rồi chúng ta trở về không liên quan đến tiên sinh chúng ta cũng không biết có chuyện gì không rõ có phải liên quan đến đạo gia không khi biết Nghiêu Hữu Đạo còn để lại túi gấm thì hai thì Mông Sơn Minh ngạc nhiên nhìn Thương Thục Thanh, không ngờ nàng nghe lời hắn như vậy. Có vài thứ Mông Sơn Minh đã nhận ra nhưng lần này càng khẳng định. Mông Sơn Minh thương tiếc nhìn Thương Thục Thanh, lòng thầm than. Mặt ngoài Nghiêu Hữu Đạo bình dị gần gũi, trẻ tuổi nhưng tầm mắt rất cao, khôn ngoan sâu, thủ đoạn bất phàm, loại người này hiếm thấy trong tuấn kiệt, hắn muốn loại nữ nhân gì chẳng được. Nữ nhân bình thường khó lọt vào pháp nhãn của người ta, huống chi nhan sắc như quận chúa, chỉ e nhà đầu này đơn phương. Mông Sơn Minh thầm quyết định nếu vượt qua được việc này thì sẽ tìm Nưu Hữu Đạo nói chuyện đàng hoàng, để xem có thể tác hợp hai người với nhau không. Nếu hai người thành đôi sẽ là trợ lực lớn cho vương gia. Thương Thục Thanh bị Mông Sơn Minh nhìn xấu hổ, nàng hiểu lầm ý của ông, nhỏ giọng nói: "Mông bá bá, xin lỗi." Mông Sơn Minh phất tay, "Đã qua rồi." Mông Sơn Minh chìm trong suy tư lẩm bẩm, "Tại sao Kim Châu tấn công Nam Châu?" thật sự là đạo ra ra tay sao? Mông Sơn mình cũng bế tắc tin tức, không biết triều đình đã sắc phong thương chiêu tông làm thứ sử Nam Châu, Phượng Lăng ba tuyệt đối không để ông biết chuyện này. Vạn núi lên xuống tiến dáng chiều, khói mông lung, lại nghênh trời đầy sao. Một đoàn người thay ngựa liên tục lao nhanh đi, rốt cuộc đến mảnh đất trung linh dục tú này. Tiếng vi rô ngựa lao nhanh trên đường núi ngừng bật bên vách vực, trên vách đá khắc bốn chữ to cứng cáp dễ thấy, vạn động thiên phủ. Đoàn người bành hữu tại đã đến đây, đệ tử vạn động thiên phủ ngăn họ lại. Đoàn người từ trạm dịch Kim Châu liên tiếp thay ngựa, không che giấu vừa vào biên cảnh đã kinh động vạn động thiên phủ. Lúc này có một trưởng lão ra nghênh tiếp, đám người bỏ tòa kỳ tiếp tục leo lên núi, đường núi gập gành không cưỡi ngựa được. Lên đỉnh dãy núi treo leo, một tòa đại điện nguy nga đứng xứng, bơm trăng bay lượn đón khách. Trưởng môn tư đồ diệu và đám đệ tử vạn động thiên phủ cùng nghênh khách. Bành hữu tại bước lên nấc thang cuối cùng chắp tay chào hỏi tư đồ rượu tư đồ trưởng môn, Bành trưởng môn, tư đồ rượu nghiêng người đưa tay mời vào đại điện, được biết bành trưởng môn đại giá Quang Lâm đã chuẩn bị bữa tiệc mọn chờ lâu, mời các vị. Bành hữu tại không có tâm tình uống rượu với tư đồ rượu. Dọc đường đi ông thấy đại quân Kim Châu tập kết hướng biên cảnh Nam Châu, trong lòng rất lo lắng. Bành hữu tại mỉm cười nói, không cần gấp, tiệc rượu đợi sau đi, có thể nói chuyện một lúc với tư đồ trưởng môn được không? Tư đồ rượu và người hai bên liếc nhau, sau đó nâng tay mời hướng đỉnh gần đó hai trưởng môn sóng vai rời đi. Trước khi đi, nương ánh sáng từ bướm trăng bành hữu tại chú ý thấy sắc mặt cao tầng vạn động thiên phủ khó xem, không biết có phải vì không quá hoan nghênh nhóm của ông không. Đến gần tòa đình cổ xưa xây bên vách núi, hai người vào trong mà chắp tay sau lưng đứng song song cạnh vách núi, đưa mắt nhìn trời sao xa. Khóe mắt bành hữu tại liếc qua, hỏi chắc từ đồ huynh đã biết ý đồ đến của bành mỗ. Từ đồ rượu giả ngu, không rõ lắm, đang định thỉnh giáo. Bành hữu tại nói, từ đồ huynh, hai phái chúng ta kết minh dựa vào nhau, nên tùy thời liên lạc với nhau mới đúng. Vì sao thiên ngọc môn ta liên tiếp truyền tin nhưng không nhận được trả lời? Không lẽ quý phái có ý gì khác? Tư đồ diệu bỗng hỏi, Bành Huynh có nghe nói triều đình Yến quốc đã sắc phong thương chiêu tông làm thứ sử Nam Châu chưa? Bành hữu tại từ từ nghiêng đầu sang bên, đúng thì sao? Tư đồ diệu nói, triều đình Yến quốc đã nhường bước. Nam Châu danh chính ngôn thuận thuộc về Thiên Ngọc Môn rồi thì Thiên Ngọc Môn cần gì chống đối triều đình Yến Quốc được lại gây nên sóng gió không tốt cho bất cứ ai bành huynh thấy có đúng không bành hữu tại lạnh lùng nói sự vật thế tục nam châu do ai chủ trì thì thiên ngọc môn ta tự biết chẳng lẽ tư đồ huynh muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của phái ta tư đồ diệu xua tay bành huynh hiểu lầm bên ta cũng rất khó xử bành hữu tại hỏi tới khó xử chỗ nào tư đồ diệu nói thương chiêu tông là biểu điệt của hải như nguyệt bành huynh cũng biết chuyện này rồi còn một việc là dạo gần đây ta mới biết Hải Như Nguyệt từng ân ái với Ninh Vương Thương Kiến Bá, tức là phụ thân của Thương Chiêu Tông. Hải Như Nguyệt xem Thương Chiêu Tông như ruột thịt, không muốn để Điệt Nhi chịu uất ức. Bành Huynh cũng biết nữ nhân dễ làm việc theo cảm tính, ta cũng nhức đầu. chương 626, quy củ này phải tạo ra cho họ. Lý do này làm khóe môi bành lục tại co giật, chậm rãi nói ta không hứng thú với tình sự của nữ nhân Hải Như Nguyệt kia. Tư đồ Huynh, ta chỉ muốn biết là Kim Châu tập kết đại quân hướng biên cảnh Nam Châu là có ý gì. Tư đồ diệu lôi hải như nguyệt ra làm cớ thì như ta vừa nói hải như nguyệt không muốn thấy thương chiêu tông chịu khổ điều động tập kết đại quân là ý của hải như nguyệt. Tư đồ diệu biết cái cớ này rất vụng về nhưng hết cách rồi dù sao phải lấy một cái cớ ra. Bảo tư đồ diệu nói thế nào nói thẳng với bành lừa tại là vạn động thiên phủ ta muốn đánh ngươi sao nếu nói thật ra thì hơi khinh người quá đáng tượng đất còn có ba phần tính tôi không cần ép buộc chó cùng rứt dậu mục đích của vạn động thiên phủ cũng không phải như vậy. Bành Hữu Tại gặn hỏi, ý của Tư Đồ huynh là Hải Như Nguyệt muốn triệu tập người ngừa Kim Châu tấn công Nam Châu ta vì đòi lại công bằng cho Thương Chiêu Tông. Tư Đồ Diệu nói, chó sủa thì không cắn, chó không sủa mới cắn người. Nữ nhân này lặng lẽ làm ra động tính như vậy thì 89 phần 10 dám làm bậy, nữ nhân thì dễ làm theo tình cảm. Bành Hữu Tại nói, nếu ta không đoán sai thì Tư Đồ huynh đang nói cho ta biết Vạn Động Thiên phủ đã không thể khống chế Hải Như Nguyệt, muốn ngồi xem Hải Như Nguyệt phá hoại liên minh hai bên. Tư Đồ Diệu nói, không thể nói vậy được, vẫn có thể tránh cho điều đó xảy ra. Bành Hữu Tại nói, ta tự mình đến đây là ôm thành ý tới, có thể hóa giải vấn đề thì tự nhiên là mọi người vui vẻ, nguyện nghe cao kiến của Tư Đồ huynh. Tư Đồ Diệu nói, ta nghĩ Bành huynh cũng biết ý đồ của Triều đình Yến Quốc phong thương chiêu tông làm thứ sử Nam Châu, đơn giản là muốn tạo mâu thuẫn trong Nam Châu, làm trận đệm về sau thu phục Nam Châu. Cho nên ta cũng không có cao kiến gì, giải quyết vấn đề rất đơn giản sự vật thế tục nam châu giao thương chiêu tông chủ trì mọi vấn đề giải quyết dễ dàng khi đó hải như nguyệt lui binh nam châu tránh lúng túng công nhiên kháng chỉ hóa giải âm mưu của triều đình yến quốc nam châu vẫn thuộc về thiên ngọc môn bên ta không cần lo nam châu và triều đình yến quốc nổi xung đột nữa chuyện tốt một công mấy lợi đều có lợi cho hai ta chỉ cần thiên ngọc môn có thể buông chấp nhiệm bành huynh vì cho phượng lăng ba chủ trì nam châu mà gây ra nhiều rắc rối như vậy thử hỏi có đáng không Bành hữu tại nói, bành mỗ cảm ơn ý tốt của tư đồ huynh, chuyện của thiên ngọc môn biết tự xử lý tốt. Giờ vấn đề nằm ở Kim Châu, Kim Châu muốn dùng binh với Nam Châu ta, nhờ vạn động thiên phủ kiềm chế nữ nhân hải như nguyệt cho tốt. Trong lòng bành hữu tại biết nếu vạn động thiên phủ không gật đầu thì hải như nguyệt sẽ không làm như vậy, nhưng không tiện đâm thùng, chỉ đành cố nén. Tư đồ diệu nói, bành huynh cũng nên thông cảm khó xử của ta. Tiêu ra bàn cứ trong Kim Châu nhiều năm, cây to dễ sau, nữ nhân này cứ quyết làm theo tình cảm, nếu cứng rắn đè ép thì dễ chuốc rắc rối cho Kim Châu ta. Bành hữu tại hỏi, tư đồ huynh có xui hết đến hậu quả hai chúng ta khai chiến chưa? Không nói bên ta, bên Kim Châu chắc chắn sẽ bị triệu hoàng hải vô cực thừa dịp chen vào, vạn và động thiên phủ không gánh nổi hậu quả đó. Tư đồ diệu rũ mí mắt xuống, bành huynh, ngọn nguồn rắc rối nằm ở thương chiêu tông, giao Nam Châu cho thương chiêu tông đi. Bành hữu tại gắt lên, tư đồ huynh không cảm thấy vạn động thiên phủ làm ra quyết định hoang đường buồn cười sao? Từ đồ rượu không cãi lại, vẫn một câu cú, giao Nam Châu cho hắn đi. Bành hữu tại nhìn chằm chằm, từ đồ rượu không nhúc nhích, hai người yên lặng dưới ánh sao trăng. Bành hữu tại bỗng hỏi, tiểu tặc nghiêu hữu đạo đã dùng cách gì khiến vạn động thiên phủ không tiếc mọi giá. Bành hữu tại không nghĩ ra vì sao vạn động thiên phủ làm như vậy, ông liên tưởng ngay đến nghiêu hữu đạo. Từ lúc nhận tin Kim Châu ra binh là bành hữu tại đã nghi ngờ nghiêu hữu đạo, muốn không nghi hắn cũng không được, phong thư thương chiêu tông giao cho ông là chứng cứ nhưng tư đồ diệu sẽ không nói sự thật cho bành hữu tại biết càng không thổ lộ ngọn nguồn thậm chí cố gắng giấu giếm có một số việc tuyệt đối không thể để người khác biết nữa tư đồ diệu chậm rãi nói như hữu đạo đang yên lành sao lôi hắn ra làm gì bành huynh nghĩ nhiều việc này không liên quan gì đến hắn trong dãy núi trên vách vực như hữu đạo xóa tóc dài khoanh chân tính tu đón mặt trời mọc quản phương nghi vạt áo bay bay đáp xuống đi tới bên cạnh hắn lên tiếng lão bát tưa tin đến Bành hữu tại không ở trong vạn động thiên phủ lâu, ngay đêm đó đã trở về. Vẻ mặt nghiêu hữu đạo thở ơ, nhắm mắt từ từ hỏi, bàn bạc thế nào? Quản phương nghi nói, người kỳ cao một bậc, bành hữu tại tay không trở về. Quản phương nghi chớp mắt sáng hướng nghiêu hữu đạo, đáy mắt lóe tia hoang mang. Quản phương nghi thật sự rất tò mò không biết vị này dùng cách gì buộc vạn động thiên phủ cho phép Kim Châu ra binh. Quản phương nghi có khở đến đâu cũng biết sự vật quân chính Kim Châu hiện nay do Hải như Nguyệt chủ trì, bắt cóc một tiêu thiên trấn không thể uy hiếp được vạn động thiên phủ, huống chi bắt vạn động thiên phủ đối mặt áp lực mất mát ít lợi lớn đến vậy. Nhưng mặc cho quản phương nghi hỏi cỡ nào nghiêu hiểu đạo sẽ không nói cho bà biết nguyên nhân. Quản phương nghi nói thêm, phải rồi, hải như nguyệt nhờ lão bát chuyển lời là nếu ngươi dám động một ngón tay nhi tử của nàng thì tuyệt đối không tha cho ngươi. Nghiêu hiểu đạo phất lờ, chậm rãi nói, thông báo cho phí trường lưu, trịnh cửu tiêu, hạ hoa lập tức dẫn đệ tử tinh nhuệ trong môn đi thượng bình thành gặp thương chiêu tông, hộ giá quản phương nghi giật mình nói thượng bình thành tập hợp cao thủ thiên ngọc môn vì áp lực tất nhiên thiên ngọc môn sẽ không đụng vào thương chiêu tông dù thiên ngọc môn muốn hại thương chiêu tông thì bọn họ có chạy tới cũng không hộ gái được bọn họ không rõ ràng tình huống hiện tại giờ ngươi kêu họ đi hộ giá là ép họ đứng theo đội cố ý khiến họ khó xử lúc trước ngươi đã mặc kệ thì sao bây giờ làm khó họ làm gì làm người tốt đến cùng không được không nghiêu hữu đạo nhắm mắt bình tĩnh nói có câu gọi là lạt mềm buộc chặt trong lòng ta biết khi nào nên mặc kệ khi nào nên thiết chặt nên ép thì phải ép chẳng lẽ để ba phái và thiên ngọc môn vĩnh viễn thân thiện với nhau sao bà cảm thấy như vậy có thích họp không bọn họ phải hiểu trong nam châu quyền nói chuyện với thiên ngọc môn không nằm trong tay họ bọn họ chỉ có thể đứng sau lưng chúng ta ta sẽ bỏ qua việc lúc trước họ liên lạc với thiên ngọc môn lén sau lưng ta nhưng khi ta đã lên tiếng thì họ phải nghe theo quy định này phải dựng lên cho họ quản phương nghi trầm ngâm nhắc nhở thiên ngọc môn thế lớn, bọn họ không rõ nội mạc, trước kia sự việc chưa rõ ràng e rằng họ không nghe lời ngươi, nếu vậy thì ngươi làm sao? Ngươi phát ra chỉ lệnh này là để mình không xuống đài được. Như Hữu Đạo nói, nếu không nghe theo đã nói lên mấy năm nay ta làm việc không tới trốn, sức ảnh hưởng với họ có hạn, lỗi là ở ta không tại họ. Nhưng bọn họ không thay đổi được kết quả, sự việc đi tới bước này, ích lợi phân phối họ đã bàn trước với Thiên Ngọc Môn có được nhận về tay hay không phải hỏi ta có đồng ý không bọn họ có thể ở lại nam châu hay không phải xem ta có vui lòng cho phép nếu ta muốn đá họ ra thì trong nam châu không ai che chở họ được bọn họ sẽ đến xin ta quản phương nghi đã hiểu ra biểu tình vặn vẹo trào phúng ta còn tưởng ngươi thật sự rộng rãi thả cho ba phái tự do thì ra đã sớm giấu hậu chiêu rắt mũi họ còn trẻ tuổi mà khôn ngoan sâu như vậy ngươi làm ta sợ ta hỏi ngươi nếu có ngày nào ta muốn đi thì có phải ngươi cũng sẽ làm như vậy với ta nghiêu hữu đạo thản nhiên nói nên đi thì không giữ được không nên đi sẽ không đi. Ta sẽ không ngăn cản bà, chỗ của ta tự do đi về, miễn bà không hối hận. Quản Phương nghi xì một tiếng, nói cũng như không. Chương 627, không cam lòng một. Trên giang hà, phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu nhìn bên bờ sông sóng cuộn, lặng im. Một bóng người bay tới, Hạ Hoa là người đến cuối cùng. Hạ Hoa chậm rãi bước lên đứng ngang hàng với hai người. Trịnh Cửu Tiêu nghiêng người nhìn Hạ Hoa, lạnh nhạt nói, Hạ trưởng môn làm chúng ta chờ lâu. Hạ Hoa khẽ thở dài, hai, phí trường lưu hỏi, cứ gì thở dài. Hạ Hoa nói, biết rồi còn hỏi, kêu ta đến gặp mặt chẳng phải vì lòng không nắm chắc sao. Ba người và đệ tử ba phái bị Thiên Ngọc Môn tách ra các nơi Nam Châu giúp đỡ đại quân tiếp nhận Nam Châu. Phí trường lưu nói, người ngựa của Thương Chiêu Tông đã bị đánh tàn khống chế, xem tình huống này thì Thiên Ngọc Môn thật sự muốn xuống tay với bên Thương Chiêu Tông, không biết có giữ lại mạng sống của hắn không. Hạ Hoa khịt mũi, các ngươi mà lo gì chuyện này, đang do dự nên đứng về phe ai mới đúng đi. Trịnh Cửu Tiêu hỏi, Nghiêu Hữu Đạo đi đâu? Đang làm gì? Hắn quá yên lặng, hắn thật sự chắp tay nhường cơ nghiệp không dễ gầy dựng cho người sao? Triều đình sắc phong thương chiêu Tông làm thứ sử Nam Châu là vì sao? Đơn giản là châm ngòi ly rán sao? Có khi nào liên quan đến Nghiêu Hữu Đạo không? Hiện trường yên lặng chỉ có tiếng gió thổi, sóng vỗ. Bọn họ đối mặt lựa chọn khó khăn, thật ra cũng không khó gì, Trước đó đã hỏi ý Ngưu Hữu Đạo về việc có nên nghe theo Thiên Ngọc Môn điều khiển không, hắn không ngăn cản, đã đồng ý. Nhưng bây giờ Thiên Ngọc Môn giờ búa muốn bứng ổ của Ngưu Hữu Đạo, sau này Nam Châu không có chỗ cho hắn nương náu, hắn sẽ nuốt trôi cục tức này sao? Ngưu Hữu Đạo đồng ý cho họ phối hợp Thiên Ngọc Môn đánh chiếm Nam Châu phân chia lợi ích, nhưng hắn không đồng ý họ động chạm vào ích lợi của mình. Nếu họ phối hợp Thiên Ngọc Môn làm tiếp tức là trở mặt với Ngưu Hữu Đạo. Có một số việc bọn họ đã dự đoán từ trước biết cuối cùng sẽ đến kết quả thế này nhưng vì ích lợi cho môn phái của mình họ tính đi một bước xem một bước nói trắng ra là hy vọng trong quá trình này thiên ngọc môn xử luôn nghiêu hữu đạo ai ngờ xong chuyện thiên ngọc môn hỏi ngược lại họ có biết hắn đi đâu không thiên ngọc môn trượt tay nghiêu hữu đạo mất tích. từ lúc biết tin tức này là bọn họ dối rắm càng đến giai đoạn này càng lo sợ không yên có nên tiếp tục phối hợp thiên ngọc môn làm tiếp không quan trọng là nghiêu hữu đạo không dễ chọc mấy năm nay họ làm bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Hoa cười khổ nói, không ngờ bất giác ba phái chúng ta đã kiêng kỵ như hữu đạo như vậy. Các người nói xem nên làm thế nào, làm sao bây giờ, có thể làm sao, trịnh cử tiêu nói, tự hắn không lộ mặt thì chúng ta biết làm sao, chúng ta không thể khi không ở chỗ này cản tay thiên ngọc môn đi. Chúng ta cản được sao, hơn nữa sợ là chính hắn cũng không có cách nào, hắn làm gì được thiên ngọc môn dù chuyện triều đình sắc phong thương chiêu tông có liên quan đến hắn nhưng được ích gì chỉ gợi lên đôi chút mâu thuẫn tuy nói vậy nhưng ai đều biết ba phái theo phe nghiêu hữu đạo mấy năm nay hắn không bạc đãi môn phái của họ thậm chí chủ động trợ giúp số tiền lớn giờ bọn họ đi theo thiên ngọc môn cắn nghiêu hữu đạo về tình về lý đều không nói được hạ hoa nhìn hướng phí trường lưu hỏi ý phí huynh thế nào phí trường lưu lặng im sau cùng do dự nói tình huống đã như vậy chúng ta cũng có nỗi khó xử Tự hắn không lên tiếng, không để bụng thì không đến lượt chúng ta trở mặt với Thiên Ngọc môn. Hạ Hoa nhẹ gật đầu nói, nói có lý, ba người nói chuyện xác nhận thái độ của đối phương, thống nhất với nhau, ổn định nỗi lòng do dự bất an. Ba người chạm mặt lần này cũng vì việc này, phải cùng nhau tiến lùi. Nếu không rõ ràng ý của hai nhà khác, một mình tự quyết định thì thế mỏng sức yếu, khi không rõ tương lai nên ôm chặt nhau giảm bớt bất an, lỡ có chuyện gì cũng biết ăn nói với môn phái của mình quyết định phương hướng chấm dứt tâm sự rồi phí trường lưu nói. Chúng ta không tiện cùng vắng mặt quá lâu, nếu không dễ chọc thiên ngọc môn suy nghĩ nhiều gây khúc chết. Giải tán đi, ai về nhà nấy, tùy thời giữ liên lạc. Hạ hoa gật đầu đồng ý. Tốt, trịnh cửu tiêu mới chắp tay chào hai người thì một kim sĩ mang đến tin tức bay tới. Đệ tử lại gần dâng lên, trưởng môn, hạ hoa, phí trường lưu lướt nhau, hai người không tiện dòm ngó riêng tư thông tin trong môn phái của trịnh cửu tiêu nên từ biệt rời đi. Trịnh Cửu Tiêu đọc thư, mặt biến sắc ngước đầu hét lên. Hai vị dừng bước, phí trường lưu, hạ hoa chạm mặt với đệ tử phái mình định đi nghe kêu xoay người lại. Trịnh Cửu Tiêu dơ thư, như hữu đạo gửi thư đến, phí trường lưu, hạ hoa đứng xa nhìn rồi xài bước trở lại. Ngay lúc này hai con kim xí xả xuống tay đệ tử hai phái. Hai người nhận thư trụm đầu xem, trên thư ghi, lập tức tập kết đệ tử tinh nhuệ của bổn phái đi thượng Bình Thành, hộ giá cho vương gia. Nghiêu hữu đạo, phí trường lưu, hạ hoa ngẩng đầu lên ngó nhau rồi cùng quay sang nhìn trịnh cửu tiêu mặt cứng ngắc trịnh cửu tiêu rất rối rắm hỏi ý của hai người làm sao bây giờ phí trường lưu hạ hoa không kịp phát biểu ý kiến đã có đệ tử hai phái liên tiếp đưa mật thư phong kín đến trịnh cửu tiêu nhìn biểu tình của hai người nghiêm túc xem thư dường như nhận ra điều gì gã bất chấp có riêng tư hay không đưa đầu tới trước mặt hai người phí trường lưu hạ hoa không phản đối trịnh cửu tiêu duỗi đầu nhìn thư trên tay họ trịnh cửu tiêu xem xong thở phào nội dung thư ba nhà giống nhau, làm gã tưởng nghiêu hữu đạo chỉ gửi cho mình, nay xem ra gửi thư cho ba nhà cùng lúc. Đến lượt hạ hoa ngước đầu hỏi, làm sao bây giờ, phí trường lưu, trịnh cửu tiêu cũng muốn biết phải làm sao, phong thư làm ba người dối rắm Lúc trước có tự an ủi mình nói nghiêu hữu đạo không lên tiếng, nhưng giờ hắn đã hé răng, còn là kết quả mà họ không muốn đối mặt nhất. Nên nghe lời hay không, cơ mặt ba người căng cứng, nội dung trong thư không chút thương lượng mà càng như trực tiếp ra lệnh, mệnh cho họ đi chấp hành, không có đường cãi lại. Phong thư toát ra sự cứng rắn, từ khi ba phái kết bạn với nhiều hữu đạo đến nay chưa từng thấy hắn có thái độ cứng rắn với họ như vậy. Phủ nha thượng Bình Thành lại đón kim sĩ đáp xuống, cấp báo lần nữa đưa tới trên bàn Phượng Lăng Ba. Phượng Lăng Ba ngồi sau bàn không dám xem cấp báo, hiện giờ lão sứt đầu mẻ chán, sốt ruột đỏ mắt. Nhưng Phượng Lăng Ba còn giữ bình tĩnh được, sắc mặt âm trầm. Lúc trước Phượng Lăng Ba không chắc vì sao đám người Thiên Ngọc Môn đột nhiên trở lại Thượng Bình Thành, vì sao kêu lão tạm ngừng ra tay với mông Sơn Minh, giờ thì đã hơi hiểu. Đoàn người bành hữu tại chạy nhanh tới chỗ Kim Châu, dọc đường trưng dụng ngựa trong trạm dịch Nam Châu, gây động tĩnh lớn như vậy không thể giấu Phượng Lăng Ba tỏa chấn Nam Châu. Nam Châu chưa hoàn toàn ổn định, mới được tiếp nhận, chưa hình thành thám tử thăm dò ngoài lãnh địa, trước mắt chủ yếu nhằm vào bên trong nên mới không phát hiện đại quân bên Kim Châu tập kết mãi khi chú quân biên cảnh nam châu phái thám tử truyền tin về đại quân kim châu đã đến gần phượng lăng ba mới phát hiện khác lạ lúc này đại quân kim châu đến gần là có ý gì phượng lăng ba đã hiểu vì sao bành hữu tại vội vã chạy đến kim châu triều đình đột nhiên sắc phong thương chiêu tông làm thứ sử nam châu kim châu đột nhiên cử đại quân đến chú quân các nơi bên dưới lại truyền tin là một số đệ tử ba phái chưa được cho phép đã rời khỏi chú quân một đường trưng dụng ngựa của trạm dịch thay đi bộ Đệ tử ba phái tụ tập lấy trưởng môn dẫn đầu ép hướng thượng bình thành. Trạm dịch nằm trong kiểm soát của Phượng Lăng Ba, ba phái công nhiên chạy đến không qua mắt lão được, bị nắm giữ chặt chẽ tiến độ lên đường. Một chuỗi hiện tượng khác lạ liên tục xảy ra, Phượng Lăng Ba chợt nhận ra không ổn, cũng biết tại sao Thiên Ngọc môn ra lệnh tạm ngừng ra tay với bên Thương Chiêu Tông. Chương 628, không cam lòng 2. Tin tức xấu thi nhau đổ dồn làm Phượng Lăng Ba thấy áp lực lớn. Trong lòng Phượng Lăng Ba biết rõ nếu đúng là nguyên nhân đáng lo kia, đối mặt áp lực liên tục ập đến e rằng Thiên Ngọc Môn không gánh nổi. Dù bành hữu tại là nhạc phụ của Phượng Lăng Ba nhưng sẽ không lấy ích lợi toàn Thiên Ngọc Môn giữ gìn ích lợi cho lão. Phượng Lăng Ba không nghĩ ra làm sao thương chiêu tông có năng lực lớn vậy được. Hành vi ba phái lưu tiên tông khiến Phượng Lăng Ba liên tưởng đến Nhiêu Hữu Đạo. Đúng như bành hữu tại luôn lo lắng hắn đã ra tay. Nhiêu Hữu Đạo có năng lực lớn đến vậy sao? quan trọng là phượng lăng ba không nghĩ ra tại sao kim châu làm chuyện ngu xuẩn như vậy phượng lăng ba cũng không hiểu vì sao triều đình yến quốc sắc phong lúc trước cho rằng đây là kế ly gián bên nam châu nhưng giờ càng như kẻ sướng người bè với kim châu nâng thương chiêu tông lên ghế triều đình yến quốc sẽ để thương chiêu tông chiếm lợi dễ vậy sao nghiêu hữu đạo chạy thoát sốt cuộc làm cái gì hắn làm bằng cách nào dầm phượng lăng ba đấm xuống mặt bàn mắt đỏ ngầu cầm cấp báo lên xem lại là tin tức tiến độ đệ tử ba phái áp sát đã cách thượng bình thành ngày càng gần phượng lăng ba đứng bật dậy xé nát cấp báo mảnh nhỏ bay đầy hai tay phượng lăng ba chống mặt bàn thở hồng hộc uất nghẹn mấy năm nay mắt thấy tay nắm quyền to nhưng sắp vụt mất lão không cam lòng đây là nguyên nam châu không phải quảng nghĩa quận nhỏ bé ngày xưa phượng lăng ba chống tay trên bàn lắc đầu vẻ mặt khó chịu lão thật sự không cam lòng chẳng lẽ ngồi xem chuyện như vậy xảy ra Phượng Lăng Ba chậm rãi ngước đầu lên, đôi mắt dứt khoát kiên quyết lóe tia tàn nhẫn. Phượng Lăng Ba quá to, người đâu, một thuộc hạ chạy vào phòng, chắp tay nói. Đại nhân, Phượng Lăng Ba trầm giọng nói, mời phu nhân đến một chuyến, thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi. Rõ, chốc lát sau, Bành Ngọc Lan có khung xương lớn hơn phụ nhân bình thường đi vào. Phượng Lăng Ba dặn dò thủ vệ bên ngoài khi chưa được cho phép không được để ai đến gần. Phượng Lăng Ba quay đầu lại, phục phụ yên lặng nhìn nhau. Mặt Bành Ngọc Lan tiểu tụy nhiều, Phượng Lăng Ba cảm giác khác lạ, bà cũng nhận biết nguy cơ đến gần. Vận mệnh phu thê vốn là vinh nhục liền nhau, Phượng Lăng Ba chịu áp lực thế nào thì Bành Ngọc Lan cũng có cảm giác tương tự. Bành Ngọc Lan không ngờ, thật sự không ngờ thế cục biến đổi nhanh đến vậy, mới vui sướng được bao lâu. Phượng Lăng Ba lại gần nắm hai tay Bành Ngọc Lan, "Ngọc Lan, Bành Ngọc Lan gượng gạo hỏi, sao vậy, phải chăng lại có tin không tốt?" Phượng Lăng Ba trầm giọng nói, "Chúng ta không thể ngồi chờ họa ập đến." phải chấm dứt tai họa ngầm trước. Tim Bành Ngọc Lan rất cái bịch, hỏi, chàng muốn làm gì? Phượng Lăng Ba nói nhỏ vào tai Bành Ngọc Lan, làm thương chiêu tông không thể tiếp trưởng Nam Châu mới giữ được tâm huyết của chúng ta. Dù Bành Ngọc Lan đã lờ mờ đoán được cũng không chịu nổi xoe tròn mắt, hai tay siết chặt tay Phượng Lăng Ba, vội nói. Không thể sằng bậy, nếu không sẽ khó ăn nói với bên phụ thân. Phượng Lăng Ba nói, đừng lo, miễn là ván đã đóng thuyền cùng lắm phụ thân trách phạt chúng ta một phen, không lẽ phụ thân sẽ giết chúng ta sao bành ngọc lan lắc đầu nói lăng ba ta hiểu ý của chàng nhưng chàng có nghĩ đến nhược nam không lúc trước chúng ta làm như vậy đã khiến nhược nam khó xử nhường nào chúng ta làm phụ mẫu còn muốn tự biến nàng thành quả phụ sao nếu làm như vậy thì về sau làm sao đối diện nhược nam phượng lăng ba cãi lại vậy nàng có từng nghĩ đến tử tôn của mình lúc trước chúng ta làm mấy chuyện đó với thương chiêu tông lẽ nào hắn không oán hận nếu để thương chiêu tông cầm quyền thì hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao chúng ta không ra tay chờ thương chiêu tông làm thì không chỉ mất đi quyền lực sợ là mạng sống lớn nhỏ cả nhà cũng mất bành ngọc lan vẫn lắc đầu nói không đâu còn phụ thân ở chúng ta cùng lắm lánh nạn vào thiên ngọc môn có thiên ngọc môn che chở thương chiêu tông không dám lỗ mãng cả nhà chúng ta vẫn bình an phượng lăng ba nạt hồ đồ ta nói câu bất kính phụ thân có thể sống bao lâu cùng lắm che chở được thế hệ chúng ta người đi trà lạnh, sau khi thương chiêu tông cầm quyền sẽ có nhiều cách làm thiên ngọc môn mắt mở mắt nhắm. Trong loạn thế này người đời có thể yên ổn một thế hệ đã không dễ, chỉ cần nắm giữ Nam Châu là bảo đảm mấy đời tử tôn chúng ta bình yên giàu sang. Nàng có nghĩ đến không, miễn chúng ta còn sống, có thiên ngọc môn chống lưng thì thương chiêu tông sẽ ngày đêm lo lắng chúng ta ngóc đầu trở lại, nhất định tìm đủ cách xuống tay với chúng ta chấm dứt tai họa ngầm. Nàng nhẫn tâm nhìn mấy tôn tử, tôn nữ rơi đầu xuống đất sao chỉ cần chúng ta nắm giữ Nam Châu thì sau này sợ gì không tìm được nhà tốt cho Nhược Nam. Nói đến mấy tôn tử, tôn nữ đáng yêu đâm chúng chỗ yếu của Bành Ngọc Lan, bà nuốt nước miếng dối rắm trần trừ, khó quyết tâm. Bành Ngọc Lan lắc đầu nói, ta hiểu rõ Nhược Nam, nàng sẽ không mặc kệ trơ mắt nhìn thương chiêu tông gặp nạn, chắc chắn sẽ ngăn cản. Phượng Lăng Ba nói, chuyện đó không thành vấn đề, tìm đại lý do đuổi nàng đi, quan trọng là đệ tử Thiên Ngọc Môn canh giữ bên cạnh thương chiêu tông chuyện này cần nàng phối hợp, những chuyện khác để ta lo. Bành Ngọc Lan không biết có nên đồng ý hay không, cái này, không phải Bành Ngọc Lan không nhẫn tâm lấy mạng thương chiêu tông, việc đến nước này rồi, đấu đá quyền lực dễ bỏ qua tình thân, huống chi liên quan ích lợi cả nhà bà. Bành Ngọc Lan không thèm quan tâm thương chiêu tông, quan trọng là không biết xong chuyện làm sao đối mặt phụ thân và nữ nhi. Nhưng Phượng Lăng Ba đã chọc thủng lỗ hổng vách tường trong lòng Bành Ngọc Lan, ý tưởng như chất độc chảy tràn ra, cộng thêm lão kiên quyết và thuyết phục có một số việc đã không cách nào tránh khỏi. Tiếng chân rầm rập, bành hữu tại dẫn đầu mười mấy người cưỡi nhanh trên đường cái từ Kim Châu quay về Nam Châu. Mười mấy người cưỡi ngựa lướt qua trạm dịch, mấy người đi hàng cuối ngựa kiệt sức thì quẹo vào trạm dịch đổi ngựa rồi lao ra tiếp tục đuổi theo. Dọc đường đi họ luân phiên đổi ngựa như vậy, một con kim xí từ trên trời giáng xuống, đệ tử đọc mật thư rồi ra roi dục ngựa chạy lên bành hữu tại hàng đầu, lớn tiếng bẩm báo bên phượng lăng ba truyền tin đã xác nhận người ngựa ba phái đi hướng thượng bình thành những người đi cùng nghe vậy cùng nhìn bành hữu tại mặt bành hữu tại lạnh lùng trầm giọng nói nam châu không đến lượt ba phái nhảy ra truyền tin cho trần trưởng lão không cho người ba phái vào thành nếu đối phương cứng rắn xông vào thì giết đệ tử bẩm lời lĩnh mệnh rõ trên vách vực dưới cây già như hữu đạo ngồi một mình đun ấm nấu trà công tôn bố quản phương nghi cùng đến quản phương nghi ngồi xuống đối diện như hữu đạo Mô Lão Nhị đã dẫn người chạy tới Thượng Bình Thành nhưng tu sĩ không vào thành được, mấy cửa thành đều có đệ tử Thiên Ngọc Môn kiểm tra. Bọn họ thi pháp kiểm tra mỗi người ra vào thành, tu sĩ có pháp lực không thể lẻn vào. Trên tường thành có đệ tử Thiên Ngọc Môn quan sát, muốn vượt qua mà không bị phát hiện là không thể nào, đừng nói thấy thương chiêu tông, muốn tới gần cũng khó. Như hữu đạo nhấc ấm trà đun sôi lên ung dung châm trà cho mình. Công tôn bố tiếp lời, viên cương đã dẫn người trà trộn vào thành nhưng cũng không thể gặp vương gia nơi giam lỏng vương ra vòng ngoài bố phòng binh mã, bên trong có tu sĩ đề phòng, không cách nào tới gần. Viên cương liên lạc với ngô lão nhị ngoài thành cũng rắc rối, phải ra vào thành mới được. Thượng Bình Thành đang bị giám thị nghiêm ngặt, không tiện sử dụng kim xí. Như Hữu đạo rót trà cho ba người, hỏi, có thể truyền tin cho vương ra không? Công tôn bố đáp, không được, viên ra sai người tiếp xúc người hầu trong phượng ra hỏi thăm, nơi giam lỏng vương ra có tu sĩ trông giữ nghiêm ngặt, cơm canh đưa vào cũng bị kiểm tra nghiêm khắc, không cách nào động tay chân. Chương 629, mật mưu trong phòng tối. Như Hữu Đạo nghe vậy thở phào, sự việc đi đến bước này hắn lo Phượng Lăng Ba chó cùng dứt dậu. Nghe Công Tôn Bố nói thì Thiên Ngọc Môn đề phòng luôn Phượng Lăng Ba, có Thiên Ngọc Môn bảo vệ thì tốt rồi, chắc không sao. Như Hữu Đạo bưng trà lên đặt trước mặt Công Tôn Bố. Nói cho Viên Cương, nếu Phượng Lăng Ba muốn đụng vương ra thì Thiên Ngọc Môn sẽ không đứng về phía lão, kêu Viên Cương tùy cơ ứng biến, phối hợp tác chiến bảo vệ an toàn cho vương gia. Nghiêu hữu đạo bổ sung thêm, mọi người nhớ ưu tiên an toàn của mình, dặn viên cương cẩn thận, nếu không làm được gì thì thôi, đừng cố quá. Công tôn bố lên tiếng, rõ, quản phương nghi hỏi, buồn trong này lâu vậy rồi ngươi định khi nào xuống núi. Nghiêu hữu đạo nghiền ngẫm tự diếu, ta không buồn chút nào, bị quản phương nghi lường, nghiêu hữu đạo cười nói, ta chưa lộ mặt được, chờ thêm chút. Phượng Lăng Ba buông cấp báo xuống ngã ra sau tựa vào lưng ghế. Lại là tin tức người ba phái cách thượng Bình Thành ngày càng gần. Điều này làm tâm tình của lão rất lo âu, nếu để người của ba phái chạm mặt với thương chiêu tông, có một đám tu sĩ bảo vệ thì Phượng Lăng Ba không có cơ hội xuống tay với y. Thật ra bây giờ cũng khó tìm được cơ hội, không cách nào điều hết tu sĩ bảo vệ thương chiêu tông đi. Bạch Giao canh giữ trong trạch viện của thương chiêu tông không rời một tấc, Bành Ngọc Lan muốn đi đánh bất ngờ cũng khó hễ có người đi ngang qua sân là bạch dao xuất hiện bên cạnh thương chiêu tông ngay bành ngọc lan không có cơ hội xuống tay chiêu hạ độc cũng không có đường càng như vậy phượng lăng ba càng giàu lo hơn bành ngọc lan bước nhanh vào phòng phượng lăng ba bật xem ảnh một dậy nghinh đón hỏi có cách nào điều đệ tử thiên ngọc môn bên kia đi không bành ngọc lan khó xử lắc đầu nói nhiều nhất chỉ có thể điều đi một phần hầu như không thể điều đi hết để một mình thương chiêu tông ở lại phượng lăng ba ngửa đầu thở dài không lẽ trời bỏ ta, Bành Ngọc Lan an ủi, đừng gấp, chúng ta ít nhất còn một ngày, ta mới nhận được tin bên Thiên Ngọc Môn, phụ thân đã truyền lệnh cho đệ tử bên này phải ngăn ba phái ngoài thành, không cho phép bọn họ vào thành. Nếu ba phái dám cứng rắn xông vào Thiên Ngọc Môn sẽ xuống tay giết. Nên trước khi phụ thân trở về người ba phái không thể nào vào thành chạm mặt với thương chiêu tông, chúng ta còn một ngày nghĩ cách. Phượng Lăng Ba cảm khái, nói là vậy nhưng, Phượng Lăng Ba chợt khựng lại, mắt sáng rực hỏi dồn thật không phổ thân thật sự ra lệnh cho đệ tử thiên ngọc môn chặn người ba phái vào thành bành ngọc lan nói đương nhiên là thật không lẽ ta lừa chàng phượng lăng ba đấm vào lòng bàn tay hưng phấn đi tới đi lui tốt trời không bỏ ta khi người ba phái đến sẽ là cơ hội cho chúng ta ra tay bành ngọc lan kinh ngạc hỏi sao chàng nói vậy chặn người ba phái lại chắc không cần dùng đến đệ tử trông giữ bên thương chiêu tông phượng lăng ba ngừng lại trước mặt bành ngọc lan thì thầm vài câu vào tai Bành Ngọc Lan nghe xong nghi ngờ hỏi, làm vậy có được không? Mặt Phượng Lăng ba nanh ác nói, mặc kệ được hay không đều phải thử. Ngọc Lan, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu bỏ qua lần này chờ khi phụ thân trở về, để thương chiêu tông lên chỗ cao, bằng vào những việc chúng ta đã làm với hắn dù cả nhà chúng ta bình an thì đời này tử tôn của mình chỉ có thể co đầu rút cổ trồng ruộng dưới chân núi Thiên Ngọc Môn. Ngày nào thương chiêu tông không ngã là tử tôn của mình mãi mãi không có ngày vươn lên. Bành Ngọc Lan hít thở nặng nề, không nói cái khác chỉ vì tiền đồ của tử tôn đủ thôi thúc bà quyết định bành ngọc lan gật mạnh đầu được thế thì làm vậy đi chàng hãy âm thầm chuẩn bị cho tốt phượng lăng ba nói nàng yên tâm miễn nàng thuận lợi dẫn đệ tử thiên ngọc môn đi chỗ khác là một đống người bên ta sẽ giết vào cung nỏ bắn một lượt mấy người kia ở bên trong sẽ không cản nổi nửa khác là chém đám người thương chiêu tông thành thịt nát không đợi đệ tử thiên ngọc môn nghe tin tới cứu được chờ khi người thiên ngọc môn đến thì ván đã đóng thuyền Bành Ngọc Lan bỏ lại một câu rồi đi nhanh, tốt, ta đi chuẩn bị ngay. Sau đó Phượng Lăng ba triệu tập bốn tướng lĩnh thân tín tới, trường tử Phượng Nhược Nghĩa, thứ tử Phượng Nhược Tiết, Đào Diễn, Nông Trường Quảng. Loại chuyện này phải giao cho người đáng tin, hai nhi tử của lão không thể thiếu phần. Đào Diễn, Nông Trường Quảng là thuộc hạ thân tín của Phượng Lăng ba khi còn tỏa trấn Quảng Nghĩa Quận, sau khi lão mất quyền lực thì hai người cũng bị lan đến. Thương Chiêu Tông tiếp nhận hai quận rồi không thể nào giao vị trí quan trọng cho thân tín của Phượng Lăng Ba, hai người chịu uất ức đã vài năm. Phượng Lăng Ba vừa ngoi lên liền triệu hồi hai người về dùng. Hai nhi tử hay đào diễn, nông trường Quảng đều là hổ tướng năm xưa dưới tay Phượng Lăng Ba. Khi đó Quảng Nghĩa quận có thể ổn định không suy sụp trong Nam Châu có công lao lớn của bốn người này. Đã là mật mưu trong phòng tối thì thao tác thực tế phải dựa vào những người này, có một số việc Phượng Lăng Ba không giấu giếm họ, kể ra hết nguy cơ đang đối mặt, rồi biểu hiện ý đồ muốn làm thịt thương chiêu tông. Phượng Lăng Ba hỏi, các vị thấy sao? Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết liếc nhau, muốn họ giết nguội phu ruột của mình. Hai người hơi do dự, không biết nên trả lời sao. Đào diễn, nông trường Quảng Im lặng nhìn nhau. Mấy năm nay chịu nhiều uất ức, bây giờ khó khăn lắm mới ngoi lên được. Hai người không muốn chịu nhục nữa, đâu chịu bỏ qua thành quả thắng lợi đã vào tay, dù liều mạng cũng quyết bảo vệ. Lăn lộn trên xa trường không sợ đánh giết, nhưng dù sao là giết nữ tế của đại nhân nông trường quảng đạo diễn không tiện đồng ý ngay nếu không thì hơi quá đáng nông trường quảng đạo diễn quan sát thái độ của phượng nhược nghĩa và phượng nhược tiết nếu mọi người đều đồng ý thì hai người hùa theo nếu người ta không chịu thì hai người không hé răng để phượng lăng ba quyết định là được phượng lăng ba lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nhi tử ra tiếng buộc họ tỏ thái độ điều vi phụ tranh cũng là vì các ngươi phượng nhược nghĩa buông tiếng thở dài vậy bên muội muội làm sao bây giờ muốn cho muội muội thành quả phụ sao nhi tử hiểu tính tình của muội muội nếu chúng ta thật sự xuống tay hạ sát thủ thì muội muội sẽ liều mạng ngăn cản có muội muội che đằng trước thì chúng ta nên đánh hay không chẳng lẽ đạp trên xác nhược nam bước qua sao phượng lăng ba vung tay nói chuyện đó thì các ngươi không cần lo nàng là nữ nhi của ta cũng là bảo bối yêu quý của ta trước khi hành động sẽ dẫn nhược nam đi không cho nàng dấn thân vào nguy hiểm chắc chắn bảo vệ an toàn của nàng phượng nhược tiết lại hỏi phụ thân bên Thiên Ngọc Môn sẽ đồng ý sao? Nếu Thiên Ngọc Môn không chịu, có những pháp sư bảo vệ thì chúng ta khó xuống tay. Phượng Lăng Ba nói, còn cần ngươi dạy ta, yên tâm đi, bên Thiên Ngọc Môn có mẫu thân của ngươi nghĩ cách điều người đi, nếu không làm được điều này thì chúng ta sẽ không ra tay. Phượng Nhược Nghĩa cười khổ nói, phụ thân, năm xưa Nhược Nam không chịu gả, là trong nhà ép nàng. Giờ nàng đã gả đi, chúng ta muốn lấy đầu trượng phu của nàng, dù thành công thì xong chuyện làm sao đối diện với muội muội. Câu hỏi của Phượng Nhược Nghĩa làm lòng Phượng Lăng Ba trùng xuống, nói bằng lương tâm thật sự làm chuyện như vậy đúng là có lỗi với nữ nhi. Đạo diễn bàng quan một bên quyết đoán lên tiếng, năm đó khi thương chiêu tông cướp quyền lớn của nhạc phụ thì có nhân từ nương tay không? Đại nhân bị hắn che mắt nên mới gả thấp hòn ngọc quý trên tay, không cần làm vương phi này. Đại công tử yên tâm, xong chuyện ta sẽ tìm một nhà khá giả cho tiểu thư, tuyệt đối không để tiểu thư thủ tiết, cứ giao ta lo. Nếu không được, Miễn đại nhân không chê thuộc hạ lớn tuổi thì thuộc hạ đồng ý bỏ thê tử cưới tiểu thư, tuyệt đối không để tiểu thư chịu chút tủ nhục nào. Lời nói chân thành nhưng làm Phượng Nhược nghĩa, Phượng Nhược tiết giật mình nhìn đào diễn. Tên già này muốn cưới muội tử nhà họ, chương 630, chó cùng rứt Dậu Phượng Lăng ba liếc xéo đào diễn, lòng thầm buồn bực. Già khu đế mà muốn cưới nữ nhi của ta, không biết ngượng nói ra miệng, châu già gặm cỏ non muốn ăn tới trong nhà ta. Khóe môi nông trường quảng co giật, biết dù Phượng Nhược Nam có gả cũng không thể nào gả cho vị này. Nông trường Quảng rất muốn mách lại cho phu nhân của đào diễn nghe, để xem đào ra gả bay chó sủa thế nào. Phượng Lăng ba rời đi để tài tránh cho lệch hướng, việc chưa thành đã bàn về nữ nhi gả cho ai, đi xa quá. Chuyện đó tính sau đi, bên người thương chiêu tông còn hơn 10 thân vệ rất trung thành với hắn, sau đó là lính giả ra từ anh dương võ liệt vệ, kinh nghiệm xa trường không thể coi thường. Lần này không ra tay thì thôi, nếu hành động thì phải với thế xét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng bắt lấy không thể kéo dài nếu kéo tới lúc người thiên ngọc môn cứu viện thì tất cả không chịu nổi phượng lăng ba nói lời này tương đương với quyết định sẽ ra tay mấy người bí mật bàn bạc xong nhanh chóng giải tán trở về chọn lựa người tháo vát đáng tin ưu tiên hàng đầu là không thể để luộc tin tức nên đến rồi sẽ đến phượng lăng ba tự mình cầm cấp báo đi hậu viện tìm tới trần đình tú phong ân thái nói chuyện trong đình phượng lăng ba trình lên cấp báo hai vị trưởng lão mấy trăm người của ba phái cách thượng bình thành còn mấy chục dặm đường đã sắp tới nơi hai trưởng lão thay nhau xem cấp báo trần đình tú phụ trách nơi này đứng dậy nói phong sư đệ hãy trấn thủ ở đây ta đi xem bên cửa thành nam coi ba phái có lá gan bao lớn phong ân thái gật đầu đồng ý tốt chốc lát sau trần đình tú dẫn dắt đám tu sĩ bay qua các nóc nhà dân lao hướng cửa thành nam hơn một nửa đệ tử thiên ngọc môn trông giữ thượng bình thành đều đi theo trần đình tú Phượng Lăng Ba ra khỏi hậu viên thấy Nam Châu chờ dưới mái hiên, lão lại gần nói nhỏ. Trần trưởng lão đã dẫn người đi cửa thành Nam, mang đi hơn một nửa người. Bành Ngọc Lan nhẹ gật đầu nói, chờ ta dẫn người đi thì bên chàng phải ra tay nhanh lên, lỡ gây động tĩnh lớn bọn họ từ cửa thành quay lại không mất bao lâu. Phượng Lăng Ba nói, nàng yên tâm, đã dự bị hai ngàn người, chờ nàng thành công dẫn người đi là cả đám giết vào, khoảnh khắc giải quyết vài người thương chiêu tông, sẽ không có sai sót. Ta chờ tin của chàng ta cũng đợi tin nàng rồi ra tay. Hai người lướt qua nhau bỏ lại câu trên rồi đi hai hướng. Bành Ngọc Lan về đình viện của mình, kêu thọ niên lại dặn là đích thân đi mời nữ nhi Phượng Nhược Nam đến. Phượng Lăng ba loanh quanh trong chính sự đường, tinh thần phấn khởi, vừa căng thẳng vừa hưng phấn, biết rằng thắng thua là ở đây. Không lâu sau Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết, Đào Diễn, Nông Trường Quảng đến. Thấy bốn người tới, Phượng Lăng ba xua tay ra hiệu không cần đa lễ, lại gần hỏi. Đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Nông Trường Quảng nói, đại nhân yên tâm, bốn chúng ta chọn lựa 500 tinh nhuệ rồi, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng là sẽ chạy tới chỗ mục tiêu thay phòng vệ. Hai ngàn người xông vào thì mấy người kia không có cơ hội sống. Phượng Lăng ba lạnh lùng quét mắt qua mấy người, trầm giọng nói. Nhớ kỹ, ra tay thì tốc độ phải nhanh, để đệ tử Thiên Ngọc Môn về kịp chẳng những không có cơ hội xuống tay, nghênh đón chúng ta sẽ là rắc rối lớn. Thành công thì chúng ta bình an, trượt tay thì đừng ai mong sống yên. Đào diễn nói, đại nhân yên tâm, cho chút thời gian là tuyệt đối không thất bại được. Hai ngàn đao phủ đều cầm cung tên, nhiều tên cùng bắn, 10, 20 người không ngăn được. Huống chi có bốn chúng ta tự mình ra trận chỉ huy, sẽ không chừa tay được. Biểu tình của Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết trầm trọng, dù đã đặt quyết tâm nhưng tưởng tượng tương lai lúng túng khi đối diện muội tử của mình làm hai người không vui nổi. Nhưng Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết biết phụ thân tranh vì bản thân, cũng vì họ, vì nguyên Phượng gia tên đã trên dây không thể không bắn, được làm vua thua làm giặc là ngay lúc này. Phượng Lăng Ba gật đầu nói, vậy thì tốt lắm, chờ tín hiệu hành động của ta, đừng lộ ra manh mối dẫn người nghi ngờ. Bốn người chắp tay lĩnh mệnh, tuân lệnh, trạch viện cách phủ nha chỉ một con hẻm vắng, thọ niên đi ra từ cửa sau tự mình tìm tới trạch viện này. Thọ niên đến, bạch giao suốt quỷ nhập thần xuất hiện ngăn trước mặt lão. Bạch giao không dám hùng hổ với lão quản gia tóc hoa dâm này, về bối phận thì người ta là sư thúc của mình, chẳng qua hồi xưa phạm môn quy bị trục xuất sư môn trưởng môn hiện giờ đã xếp thọ niên vào phượng gia chánh cho thành tán tu nên quản gia này có mối liên quan với thiên ngọc môn tuy bị trục xuất sư môn nhưng còn trong sự che chở vẫn tính là đệ tử của thiên ngọc môn bạch sao ôm kiếm trước ngực lúc trước lạnh lùng y thả lỏng tay buông kiếm xuống biểu hiện tôn kính bạch sao bình tĩnh hỏi có chuyện gì thọ niên nói phu nhân tìm tiểu thư kêu tiểu thư đi qua bạch sao quay đầu phất tay một đệ tử đồng môn đi tới Bạch Giao kêu đệ tử mời Phượng Nhược Nam ra, không cho Thọ Niên vào trong trạch việt. Hai người đối diện nhau một lúc, đệ tử thông báo dẫn Phượng Nhược Nam sắc mặt hơi tiểu tụy đến. Phượng Nhược Nam hỏi, mẫu thân tìm ta có chuyện gì? Thọ Niên mỉm cười nói, phu nhân không nói, tiểu thư đi sẽ biết. Phượng Nhược Nam không nghĩ nhiều, nàng cũng muốn gặp người Phượng ra, bất đắc dĩ trong thời gian này người nhà trột giả tránh né gặp nàng. Phượng Nhược Nam theo Thọ Niên rời đi, Bạch Giao không ngăn cản, cũng không có lý do ngăn lại. Bạch Giao quay đầu nhìn thương Thục Thanh theo ra ngoài, gật đầu với nàng rồi xoay người biến mất. Thương Thục Thanh nhìn theo Phượng Nhược Nam đi xa, vào trong nhà. Trong thời gian này, Thương Thục Thanh biết tàu tử bị kẹp ở giữa là khó xử nhất, nên nàng luôn đi theo an ủi, sợ tàu tử luẩn quẩn trong lòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng là nữ nhân, nếu nhà mẹ đẻ làm như vậy với mình thì cũng rất khó chịu. Đám người rất nhàn nhã, họ bị nhốt ở đây muốn bận rộn cũng khó, lòng thầm lo âu tu sĩ trong trạch viện gần đó tụ tập bay qua gây động tính hấp dẫn họ chú ý, thân vệ trên lầu các theo dõi từ xa báo cáo tình huống. Mấy người thương chiêu tông tụ tập lại, vì hiểu biết có hạn tình huống bên ngoài nên không phân tích được gì, nhưng chắc chắn đám tu sĩ kéo nhau đi bất chấp kinh thế hãi tục thì chắc có chuyện gì. Thương Thục Thanh đi vào thông báo cho mấy vị, ca, bành ngọc lan mới sai khiến quản gia thọ niên đến mời tàu tử qua. Thương Chiêu Tông hừ lạnh một tiếng, nàng vốn là người của Phượng Gia, có gì lạ, làm nhược đình bất đắc dĩ mông sơn minh ngồi trên xe lăn khẽ thở dài vương gia tính cách của vương phi không xấu hơi nam tính một chút tuy ngày xưa lời ăn tiếng nói hay chọc vương gia không vui nhưng vương phi đã dần thay đổi vì vương gia chỉ bằng vào điểm này đủ chứng minh tấm lòng của vương phi vương gia có nhiều chuyện vương phi thân bất do kỳ không ai khổ sở hơn vương phi vương gia nên thông cảm cho vương phi mông sơn minh lên tiếng xem như bá phụ dân dậy thương chiêu tông mím môi không cãi lại nhưng trong lòng thương chiêu tông bực bội Năm xưa lúc y cướp quyền lớn Quảng Nghĩa Quật, Phượng Nhược Nam làm um sùm lên, còn đánh nhau. Giờ Phượng ra hại y thì nàng không kêu một tiếng, trong một nhà dân nhỏ bình thường cách nơi này mấy con phố. Viên cương leo lên tường vây nhìn theo đám tu sĩ bay hướng cửa thành nam. Khuôn mặt đỏ đã bôi thành màu đồng cổ, viên cương không ngụy trang thì quá bắt mắt. Cửa viện nhỏ mở ra, viên phong đã cải trang gánh rổ đi vào. Viên cương ngoái đầu nhìn, nhảy xuống tường vây. Viên phong đóng cửa viện buông đòn gánh xuống, sải bước lại gần hỏi. Lão đại, mới rồi đám tu sĩ kia gây động tĩnh không nhỏ, có thấy không? Viên cương gật đầu, đi vào phòng, tính thời gian thì chắc do người của ba phái đến. Đi vào phòng viên cương rút tấm bản đồ dán trong gánh che dựng bên tường ra, đó là bản đồ dân cư tỉ mỉ trong Thượng Bình Thành. chương 631, chó cùng rứt rậu 2. Viên cương trải bản đồ ra bàn, nhìn chằm chằm rồi hỏi. Thuộc hạ của Phượng Lăng Ba có động tính gì không? Viên Phong trả lời, tạm thời không thấy gì, lão đại phượng lăng ba thật sự sẽ đụng vào vương ra sao viên cương nói không biết nhưng đạo gia đã nói rõ trước mắt thiên ngọc môn không dám để vương gia bị gì cần đề phòng là phượng lăng ba chó cùng dứt dậu viên phong hỏi có mặt thiên ngọc môn thì phượng lăng ba còn cơ hội xuống tay không viên cương nói mặc kệ có cơ hội hay không cứ dám sát thuộc hạ của lão là không sai thương chiêu tông vốn là võ tướng dám xông pha chiến đấu võ nghệ không kém đám thân vệ cũng giỏi giang trong tình huống không có thiên ngọc môn tham dự, trên dưới 100 người chưa chắc bắt được họ ngay. Nên Phượng Lăng Ba không ra tay thì thôi, nếu hành động chắc chắn không chỉ phái chút người đi. Kêu các huynh đệ giám sát thuộc hạ của Phượng Lăng Ba, có gì khác lạ là báo lại ngay. Viên Phong lên tiếng, biết rồi, sau đó Viên Phong dối dám nói. Lão đại, chúng ta chỉ có trăm người mà thuộc hạ của Phượng Lăng Ba chỉ tính trong thành đã có nhiều chú quân, chúng ta đánh với họ, bị đại quân vây công thì không có khả năng thoát được. Viên cương ngước đầu lên hỏi, ngươi sợ, viên phong cười khổ nói, không phải sợ mà thật sự quá nguy hiểm, dù chúng ta ra tay cũng không cứu vương ra được. Viên cương nói, ta có nói sẽ đánh với họ sao, ngươi suy nghĩ nhiều, xem tình huống trước rồi tính, ta sẽ không để các huynh đệ làm chuyện biết rõ không thể làm được. Cửa thành nam, thủ tướng hét to, đóng cửa thành, dân chúng ra vào bị ngăn cách, binh sĩ canh giữ ngoài thành đều rút về. Cửa thành dày nặng bị hơn 10 người đẩy sầm một tiếng khép kín. Trần Đình Tú ngồi trong lầu các đi ra, khoanh tay đứng trước tường thành, một đám tu sĩ Thiên Ngọc môn bước ra. Đám người nhìn phía xa, đường bốc bụi mù, mấy trăm người cưỡi ngựa lao nhanh, tiếng chân rầm rập dần rõ ràng. Quân sĩ trên đầu tường tiến vào trạng thái đề phòng cao độ, các trọng nỗ dùng để thủ thành căng dây nhắm bên ngoài. Mấy trăm người cưỡi ngựa đến gần, tốc độ chậm dần, dừng lại khi cách tường thành mấy chục trượng. Đệ tử tinh nhuệ của ba phái rốt cuộc chạy đến, cửa thành đóng kín, nhiều người cầm nỏ đứng trên đầu tường tu sĩ thiên ngọc môn thành đàn. Đệ tử ba phái ngoài thành thấy hết cảnh này, phí trường lưu, hạ hoa, trịnh cửu tiêu xếp ở hàng đầu lướt nhau, không vội vào thành. Bọn họ sẽ không vì gặp thương chiêu tông mà khai chiến với thiên ngọc môn, nếu đánh thắng thì còn có thể, quan trọng là ba nhà bắt tay nhau cũng không đánh lại thiên ngọc môn. Ba phái đến đơn thuần là làm cho nghiêu hữu đạo thấy, họ nghe lời hắn đến đây. Thiên Ngọc Môn cho phép họ gặp thương chiêu tông thì gặp, không cho thì thôi, không miễn cưỡng sau này có bị nghiêu hữu đạo hỏi thì nói là thiên ngọc môn ngăn cản, bọn họ thực lực có hạn muốn gặp cũng không thể, không phải chúng ta không nghe lời ngươi. Nghiêu hữu đạo kêu chúng ta đến thì đã ngoan ngoãn nghe lời tìm tới, thiên ngọc môn không cho gặp, chúng ta thật ngoan không bắt ép. Nói trắng ra là không đắc tội hai bên, đây là đối sách mà phí trường lưu, hạ hoa, trịnh cửu tiêu đã bàn bạc. Khi nghiêu hữu đạo đột nhiên phát ra tin tức buộc họ đến đây thì ba người biết hắn sắp hành động, muốn chơi tới cùng với thiên ngọc môn trước khi thấy rõ khuynh hướng thắng thua bọn họ sẽ không nghiêng về phía ai. Không phải họ thích làm cỏ đầu tường ngã theo chiều gió, thật sự là họ không muốn đắc tội Thiên Ngọc Môn hay Nghiêu Hữu Đạo. Sợ thực lực của Thiên Ngọc Môn, khiếp sợ năng lực của Nghiêu Hữu Đạo, họ bị kẹt giữa hai bên rất khó xử. Đây là nỗi bi ai của môn phái nhỏ phụ thuộc vào người ta, muốn sinh tồn đôi khi không có tôn nghiêm gì. Thọ Niên vào phòng thông báo một tiếng rồi đi ra, nói với Phượng Nhược Nam chờ trước cửa. Tiểu thư, phu nhân ở bên trong đợi tiểu thư. Thọ niên giơ tay mời, bản thân lùi ra. Phượng Nhược Nam bước qua ngưỡng cửa đi vào phòng, qua rèm châu đung đưa nàng thấy mẫu thân đứng chờ. Bành Ngọc Lan dịu dàng hiền từ nói, vào đi Nhược Nam, Phượng Nhược Nam đến trước rèm châu giơ hai tay vén rèm đi vào, ánh mắt giao nhau với mẫu thân. Sắc mặt Phượng Nhược Nam tiểu tụy nhiều, tim Bành Ngọc Lan đau nhói. Đây còn là nữ nhi anh tư hiên ngang của bà sao? Vì sao nàng bơ vơ, ai oán, xa sút đến như vậy? Có một khoảnh khắc Bành Ngọc Lan thấy tự trách, nhưng rất nhanh đẩy trách lên người thương chiêu tông. Ngoan ngoãn rời khỏi Thượng Bình Thành, bên bà cố gắng cho phu thê nhỏ các người an toàn, về sau có thể rời xa tranh đấu sống chuỗi ngày yên ổn không lo áo cơm, như vậy không tốt sao? Vì sao không cam lòng? Vì sao muốn trở về tranh cướp? Vừa lầm mạng của mình vừa lầm trung thân của nữ nhi ta. Phượng Nhược Nam lặng yên nhìn mẫu thân, bành ngọc lan lại gần hai tay nâng mặt nữ nhi, yêu thương hỏi. Sắc mặt không tốt, không nghỉ khỏe sao? Phượng Nhược Nam đẩy đôi tay quan tâm yêu thương của mẫu thân ra. Phụ mẫu của nữ nhi đối xử với nữ nhi như vậy, trưởng phu của nữ nhi vì điều này mà oán hận nữ nhi, thử hỏi nữ nhi có thể ngủ yên rất sao. Mẫu thân có biết mùi vị sống một ngày bằng một năm không? Bành Ngọc Lan cười gượng gạo, Nhược Nam suy nghĩ nhiều quá thôi. Phượng Nhược Nam nói, nữ nhi không phải tiểu thư khuê các nuôi trong phòng đến lớn, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Nữ nhi biết rõ hết, các người làm gì thì trong lòng các người tự hiểu. Nữ nhi biết phụ mẫu và trưởng phu của mình tranh cướp thứ gì, loạn thế phong vân, nữ nhi hiểu được, nhưng nữ nhi không rõ các người là phụ mẫu của nữ nhi. Vì sao đối xử như vậy với nữ nhi? Bành Ngọc Lan nói, nếu ngươi đã hiểu thì ta không giải thích nhiều. Trưởng phu của ngươi lợi dụng phượng gia chúng ta đứng vững chân, ngược lại cướp quyền lớn quảng nghĩa quận của phượng gia. Hắn làm mồng một thì chúng ta làm mười lăm, không ai trách ai được. Phượng Nhược Nam bi thương lắc đầu nói, hắn cướp quyền lớn quảng nghĩa quận nhưng có tổn thương ai trong phượng gia không từ tình cảm người thân hay vì mặt mũi thiên ngọc môn thì hắn không đụng vào bất cứ ai trên dưới phượng gia nữ nhi cứ nghĩ dù các người thắng cũng sẽ đối xử với hắn như hắn đã đối với phượng gia hắn có lỗi với phượng gia một lần thì phượng gia cũng có lỗi lại một lần cùng lắm huề nhau nên nữ nhi không lên tiếng nữ nhi nhận nhưng tại sao các người muốn giết mông sơn minh mẫu thân đừng nói là các người không biết quan hệ tình cảm giữa mông sơn minh với huynh muội bọn họ, xin đừng nói là các người chỉ giữ mông sơn minh lại chứ không muốn giết. Nếu các người giết mông sơn minh thì đối với huynh muội họ không khác gì thù giết phụ thân, các người nói nữ nhi phải làm sao? Các người có nghĩ đến chưa? Nói đến đây Phượng Nhược Nam rơi lệ như mưa, mắt bành ngọc lan đỏ hoe cầm khăn tay lau nước mắt cho nữ nhi, an ủi. Đừng khóc, mẫu thân biết làm khó ngươi, ngươi hiểu lầm, chúng ta không muốn giết mông sơn minh, đó là ý của thiên ngọc môn, phụ mẫu cũng bất lực ngươi nên hiểu phượng nhược nam hỏi vậy bây giờ là thế nào mang chúng ta về giam lỏng là sao không lẽ thiên ngọc môn đổi ý không chịu thả thương chiêu tông sao phượng nhược nam không biết thế cục bên ngoài thay đổi nàng cũng bị giấu nhẹm tin tức bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo phu nhân lão ra cho mời bành ngọc lan nghiêng tai lắng nghe mắt lóe tia sáng giang hai tay ôm lấy phượng nhược nam nức nở an ủi không phải như ngươi nghĩ chuyện rất nhanh sẽ qua sẽ không làm ngươi khó xử nữa rất nhanh qua đi bàn tay vuốt lưng phượng nhược nam rời lên gáy đột nhiên thi pháp bóp gáy nàng phượng nhược nam đang khóc dòng chợt trợn trắng mắt xỉu trong ngực mẫu thân bành ngọc lan nâng phượng nhược nam nằm xuống tháp sửa cho nàng nằm thẳng lau lệ trên mặt nàng nhược nam lần này là phượng gia có lỗi với ngươi nhưng ngươi yên tâm nương sẽ không để ngươi chịu uất ức thêm nữa nương hứa với ngươi mọi chuyện sẽ qua khi vén rèm châu rời đi bành ngọc lan ngoái đầu nhìn phượng nhược nam nằm bình yên trên tháp bành ngọc lan buông rèm châu sợ ống tay áo lau nước mắt tràn mi sửa sang vạt áo dáng vẻ đoan trang bước nhanh đi chương 632, hành động bành ngọc lan đến chính sự đường thấy phượng lăng ba lòng vòng bên trong hỏi nhỏ bên nhược nam thế nào bành ngọc lan gật đầu nói đã sắp xếp ổn thỏa sẽ không để nàng bị cuốn vào nguy hiểm bên kia phượng lăng ba yên lòng nói vậy thì tốt rồi Người của ba phái đã đến, đang rằng co ngoài thành. Hành động ngay, không còn nhiều thời gian, bên nàng phải mau. Được, ta đưa tin một cái là các người hành động ngay lập tức. Nàng yên tâm, bên ta đã chuẩn bị ổn thỏa, chờ tin của nàng là một hơi xong chuyện. Hai phu thê chạm mặt thoáng qua rồi rời đi. Phượng Lăng ba lại triệu tập Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược tiết, Đào Diễn, nông trường quảng lên kế hoạch lần cuối. Bành Ngọc lan ra chính sự đường chạy tới trạch viện hàng xóm, tìm đến Phong Ân thái phong ân thái thấy bành ngọc lan vội vàng chạy tới ông đứng trong sân hỏi cớ gì vội vàng đến bành ngọc lan nói lang ba mới nhận được tin gấp ba phái có người bí mật lẻn vào khu cửa nam rất có thể là vì hấp dẫn sự chú ý của thiên ngọc môn ta không rõ ý đồ ba phái thế nào chốc lát sau phong ân thái dẫn nhiều tu sĩ đi nhanh đến phòng ngự khu cửa thành bắc và thành đông bành ngọc lan lấy lý do bảo vệ an toàn cho phượng lang ba cầm lệnh bài của trưởng lão phong ân thái từ bà thống nhất điều khiển đệ tử thiên ngọc môn canh giữ Phong Ân Thái tin tưởng Bành Ngọc Lan sẽ hết lòng bảo vệ Phượng Lăng Ba nên đưa cho lệnh bài không chút nghi ngờ. Trong trạch viện gần đó, bạch giao bay lên nóc nhà, bên này cũng bị động tĩnh phía Phong Ân Thái kinh động. Bạch giao nhận thông báo của đệ tử trong môn leo lên nóc nhà nhìn theo đám người Phong Ân Thái rời đi, vẻ mặt thắc mắc. Rất nhanh Bành Ngọc Lan tới nơi này, dùng lý do tương tự lừa bạch giao, nói tình huống rất khẩn cấp, còn lấy lệnh bài của Phong Ân Thái ra hạ lệnh. Bành Ngọc Lan bảo đây là pháp lệnh của Phong Ân Thái bạch giao không có lựa chọn nào khác hơn là nhanh chóng triệu tập người đi phòng ngửa cửa thành tây sau đó bành ngọc lan dùng lệnh bài của phong ân thái ra lệnh tập trung tu sĩ canh giữ hai bên mang họ đi với danh nghĩa tuần thị bao gồm quản gia thọ niên bành ngọc lan biết quản gia này thật ra là thân tín của phụ thân mình dọc đường đi có người thắc mắc chúng ta bỏ đi như vậy thì an toàn của phượng lăng ba có sao không bành ngọc lan lấy lệnh bài áp chế không cho hỏi nhiều theo dõi đệ tử thiên ngọc môn không cho ai đi hỏi ý cấp trên Đến đây thì đệ tử Thiên Ngọc Môn chấn thủ khu trung tâm Thượng Bình Thành đều bị Bành Ngọc Lan đưa đi hết. Phượng Lăng Ba ở khu vực trung tâm ra lệnh, hành động, một phần chú quân trong thành di chuyển ngay, bốn đội người từ bốn phương nhanh chóng đến gần trạch viện giam lỏng thương chiêu tông. Phượng Nhược Nghĩa lĩnh một đoàn người đứng trước tốp lính phong tỏa đầu phố, trầm giọng ra lệnh cho tướng lĩnh thủ quân. Tránh ra, tướng lĩnh ngạc nhiên, tướng quân, đô đốc có lệnh con đường này chưa được cho phép thì không ai được tự tiện xông vào, miễn cho quấy nhiễu thanh tĩnh của các pháp sư, Tướng lĩnh bản năng nhìn người sau lưng Phượng Nhược Nghĩa, thấy họ trang bị tận răng, người người cầm cung nỏ. Phượng Nhược Nghĩa lấy ra lệnh tẽn của Phượng Lăng Ba, lạnh lùng nói. Ngươi muốn kháng lệnh sao? Tướng lĩnh lập tức xấu hổ chắp tay nói. Rõ, tướng lĩnh quay người lại phất tay, tránh đường cho đoàn người đông đúc đi qua. Viên cương lại leo lên tường vây thấy tận mắt tu sĩ ở địa điểm mục tiêu liên tục có hai nhóm đi hướng khác nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cửa viên bị đẩy mở, viên phong gánh đồ chạy vào nói. Lão đại, chú quân Phượng Lăng Ba có dị động. Viên cương vừa nhảy xuống tường thì cửa viện lại mở ra, như lâm khiêng đòn gánh chạy vào cấp báo. Chú quân khác lạ, chốc lát sau viên hỏa, như sơn liên tiếp chạy đến bẩm báo tương tự. Viên cương xài bước vào nhà nhanh chóng mở bản đồ ra, hỏi bốn người hướng đi của chú quân. Viên cương vẽ tuyến đường, cầm bút than khoanh tròn chỗ thương chiêu tông ở, biểu tình trầm trọng nói. Đạo gia lo đúng, Phượng Lăng ba muốn ra tay với vương gia, quả nhiên chó cùng rứt rậu, lúc trước không hiểu tại sao người của thiên ngọc môn lục tục đi hướng khác nhau nay đã biết phượng lăng ba dùng thủ đoạn gì đó điều người đi sáng tạo cơ hội hành động viên cương lo nghĩ nhiều biết nguy cơ ập đến với đám người thương chiêu tông đã là lửa xém lông mày nếu không tìm cách thì hết đường cứu vãn không chỉ có mạng sống của đám người thương chiêu tông tâm huyết và kế hoạch của đạo gia cũng đổ sông đổ biển viên cương quyết đoán ra lệnh phát tín hiệu triệu tập người tuân lệnh như lâm chạy ra ngoài leo lên nóc nhà cắm tấm vải đỏ trong nhà, viên cương nhìn chằm chằm bàn đồ trên bàn, mắt quen tới lui. Viên phong ở một bên lại nhắc nhở, lão đại nếu muốn cứu người thì xin hãy nghĩ kỹ, trong thành có một đống người của Phượng Lăng Ba, bị kẹt vào đó thì chẳng những không cứu ra vương ra mà chúng ta cũng không có cơ hội thoát đi. Viên cương không hé răng, bút than không ngừng vẽ vời bản đồ, tính toán đường tốt nhất đến địa điểm mục tiêu. Viên hỏa nói, lão đại, nếu muốn làm thì mình công thẳng vào phủ nha chỗ Phượng Lăng Ba, thử bắt cóc lão xem. Ngưu Sơn phản đối ngay. Không được, bên phủ nha càng có nhiều binh lực phòng ngự, không chờ chúng ta công vào thì đã rơi vào trùng vây. Huống chi phủ nha lớn như vậy, chúng ta không biết cách cục xây dựng trong đó, muốn tìm được Phượng Lăng Ba rất khó, không có thời gian cho chúng ta kiếm từ từ. Không chuẩn bị đầy đủ mà muốn bắt cóc là không hiện thực. Viên Hỏa đề nghị, hay mình chế tạo rối loạn hấp dẫn người của Thiên Ngọc Môn đến. Hoặc chúng ta đi cửa thành tìm họ ngay, mời họ ra mặt. Mấy người nhìn Viên Cương, Viên cương xem bản đồ, bây giờ các khu vực trong thành đều có trọng binh, không gây rối loạn được, hơi rối chút là bị chú quân gần đó dập tắt khống chế ngay. Còn mời người thiên ngọc môn thì mấy vị trí cửa thành đều có trọng binh của Phượng Lăng Ba, người dám bảo đảm người của lão sẽ không ngăn cản sao. Phượng Lăng Ba đã có dự mưu thì sẽ không cho phép ai dễ dàng liên lạc với người thiên ngọc môn, rất có thể đã bài bố kỹ càng, đút đầu vào sẽ bị bắt hoặc khử luôn. Chúng ta có thể trực tiếp liên lạc với người của Thiên Ngọc Môn hay không còn chưa biết, hiện giờ không thể cược ăn may được viên cương thầm tiếc trong tay không có thuốc nổ hết cách điều kiện hạn chế thứ nhất là họ đến thượng bình thành không lâu thứ hai là sau đại chiến chú quân khống chế thuốc trị thương kiểm soát tất cả hiệu thuốc trong thành trong một chốc viên cương khó tìm được nguyên liệu chế tạo thuốc nổ viên phong nói vậy chúng ta tập trung lực lượng cứng rắn sông lên xung đột với chú quân một cửa thành ta không tin không kinh động người thiên ngọc môn ra viên cương ngước đầu lên chúng ta chạy tới chạy lui mất bao lâu xả ra đụng độ với thủ quân cho dù về sau phá tan cản trở liên lạc với thiên ngọc môn thì ngươi đã tính đến thời gian chưa? Điểm then chốt bây giờ là vương gia, Phượng Lăng Ba đã hành động, bên cạnh vương gia có bao nhiêu người? Vương gia không chống chọi lâu được, viên phong sốt ruột gãi đầu, thế thì làm sao bây giờ? Viên cương nói, phải chế tạo rối loạn nhưng cần bảo vệ vương gia trước, ưu tiên giúp vương gia. Viên hỏa hỏi, làm thế nào? Viên cương chỉ vào một chỗ, vẽ một đường thẳng, nơi này, lập tức tập hợp người ở nơi này, con đường có nhiều khu vực chật trội, không thể tập trung nhiều binh mã, chắc phòng ngự sẽ mỏng, khoảng cách gần. Chúng ta vượt qua chướng ngại vật trên đường cắm thẳng qua, đến địa điểm mục tiêu vừa giúp vương gia chống cự vừa đốt lửa, khói bốc lên, người thiên ngọc môn mà thấy nơi giam lỏng vương gia xảy ra chuyện thì sẽ nhanh chóng chạy đến. Viên Phong hỏi, nếu khi chúng ta chạy tới mà họ đã thành công thì sao? Viên Cương không ngại Viên Phong lại nhảy ngược lại khích lệ huynh đệ dưới tay phỏng đoán trước các tình huống, Chương 633, Kinh biến. Viên Cương trầm giọng nói, "Chiến đấu trên đường phố trong thành thì đại quân khó dùng, đây là ưu thế của chúng ta. Nếu chuyện không như mong muốn lập tức nương chướng ngại nhà cửa rút lui, rút được bao nhiêu người hay bấy nhiêu." Nghe câu này mọi người đều hiểu lần này sẽ có sự hy sinh. Viên Phong hỏi, "Nếu người của Thiên Ngọc Môn không kịp chạy đến thì sao?" Hiện trường chìm vào yên lặng, ai đều biết hậu quả đại quân vây công thông thường tu sĩ còn phải kiêng rè bọn họ sẽ không chống cự được lâu viên cương không im lặng bao lâu an nguy của vương gia liên quan đến ích lợi rất nhiều người sự việc quan trọng chúng ta phải làm hết sức nếu chúng ta chỉ lo làm chuyện nhẹ nhàng thì mất ý nghĩa tồn tại lần này chúng ta cách vương gia gần nhất nếu không thể bảo vệ được vương gia là có lỗi với tài nguyên mình thường hưởng thụ giải tán được rồi nếu bảo vệ vương gia thành công thì về sau chúng ta mới có chỗ đứng thật sự trong nam châu chứ không phải vương gia nể mặt đạo gia mà cho chỗ. Nói cho các huynh đệ nghe lời ta đã nói, đám người viên hỏa lặng im gật đầu, viên cương lại ra lệnh, sắp xếp bốn người đi bốn cửa thành xem thử có thể ra thành không, nếu ra được thì liên lạc với ngô lão nhị ngay, nói cho họ biết tình huống. Rất nhanh mấy người đi ra sân, vội mất hút, vai viên cương khiêng khúc gỗ to, đầu đường, một thanh niên ngồi xổm bên xe đẩy nhỏ chờ khách đột nhiên đẩy xe đi. Lão già bày quán bên cạnh mấy ngày nay đã quen với thanh niên hỏi. A à Phúc, hôm nay dẹp hàng sớm vậy, thanh niên đáp lời, đẩy xe con đi, trong nhà có chút việc, cảnh tượng tương tự diễn ra ở nhiều chỗ, huynh đệ dưới tay viên cương nhận tín hiệu lục tục tập kết. Một ngã rẽ giao nhau, Phượng Nhược Nghĩa dẫn mấy trăm người chạy chậm đến hội hợp với đảo diễn cũng dẫn theo mấy trăm người. Hai người ngựa hợp thành một không ngừng chạy bộ đến một ngã rẽ khác, hai người gật đầu với nhau, mang theo người của mình tách ra hai hướng bao vây đình viện giam lỏng thương chiêu tông. Phượng Nhược Nghĩa dẫn người đến cửa lớn, đứng đầu thủ quân giữ cửa chắp tay chào nghĩa tướng quân phượng nhược nghĩa trầm giọng nói thay canh phòng thủ lĩnh kinh ngạc hỏi nghĩa tướng quân còn chưa đến giờ thay canh phòng trước khi đi bạch tiên sinh đã dặn không có sự cho phép của tiên sinh thì không được tự ý rời cương vị công tác nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ hỏi tội thuộc hạ phượng nhược nghĩa mặc giáp trụ rút lệnh tiến bên hông gia trầm giọng hỏi ngươi dám kháng mệnh xoẹt tùy tùng cũng mặc giáp theo hai bên phượng nhược nghĩa rút nửa thanh bảo kiếm treo bên hông gia dẫn đầu thủ quân giật nảy mình, thuộc hạ không dám, thuộc hạ lĩnh mệnh, gã phất tay mang theo người mình nhanh chóng rời đi, phượng nhược nghĩa nghiêng đầu hai bên ra hiệu, thuộc hạ nhanh chóng giữ cửa. Cùng lúc đó nông trường quảng mang theo một đường người ngựa chạy vào ngõ hẻm bên phải trạch viện mục tiêu. Đến đây thì cửa chính trạch viện bị phượng nhược nghĩa phong kín, cửa sau bị phượng nhược tiết phong, bên trái có đảo diễn, bên phải là nông trường quảng. Đảo diễn, nông trường quảng cùng lộ mặt ở hai bên hẻm, ra hiệu tay với Phượng Nhược Nghĩa ở cửa chính biểu thị sẵn sàng. Phượng Nhược Nghĩa gật đầu bước tới trước cửa cổng, tay vịn bảo kiếm bên hông, ngẩng đầu nhìn cửa, làm động tác tay. Hai tiểu tướng lập tức bước lên bậc thang gõ cửa, thân vệ của Thương Chiêu Tông mở cửa, hỏi, có chuyện gì? Một tiểu tướng đến gần giả bộ nói chuyện rồi đột nhiên kẹp cổ thân vệ, bịt miệng đối phương. Thân vệ phản ứng cực nhanh đấm móc vào chỗ yếu của tiểu tướng, tiểu tướng đau nhăn mặt. Đang là lúc biểu hiện bán mạng nên dù đau gã cũng không buông tay phía sau vang hai tiếng xoẹt xoẹt, hai lưỡi dao lóe tia sáng lạnh độc ác đâm vào người thân vệ chống cự. Tiểu tướng ra tay trước thừa dịp ấn chặt thân vệ lên tường, phía sau liên tục chém từng nhát đao. Thân thể dán tường phun máu tung tóe, một tia sáng lạnh cắt đứt cổ thân vệ, thân vệ ngã xuống đất, cửa mở ra. Một đám người từ cửa xông vào, bên trong có thân vệ nghe tiếng động chạy ra xem lập tức bị một đống tên bắn ngã. Đường đã mở, Phượng Nhược nghĩa tay vịn bảo kiếm bên hông mặt nghiêm khắc bước lên bậc thang một đám người sau lưng phượng nhược nghĩa ùa vào trong viện thấy phượng nhược nghĩa đi vào đào diễn nông trường quảng chờ hai bên hẻm ngoài viện biết đã bắt đầu lập tức xoay người ra hiệu cho người của mình người ngựa hai bên trèo tường vào chính đường thương chiêu tông đang bàn bạc với lam nhược đình trong đình viện dưới bậc thang ngoài đường la an đẩy mông sơn minh tản bộ la an bỗng dừng bước vịn xe lăn mông sơn minh ngồi trên xe nghiêng tai nghe tiếng dây cung đều là người cả đời đánh trăm trận trên xa trường nghe tiếng liền biết. Hai thân vệ ở trên lầu các phụ trách nhìn xa lớn tiếng cảnh báo. Địch tập, ngay sau đó có tên bay loạn xạ bắn vào hai người trên lầu các. Hai người phản ứng rất nhanh đẩy nhau té xuống hai bên, nằm sấp xuống đất. Có tên xẹt qua thân thể hai người, càng nhiều cắm vào xà nhà cây cột, lồng đuôi tên rung bần bật đủ thấy sức bắn mạnh cỡ nào. Hai người nằm sấp trên sàn nhà hét to cảnh báo. Địch tập, hai người bò theo mép nương chướng ngại nhìn tình hình bên dưới, rút bội kiếm bên hông ra, ngoài viện vang mấy tiếng hét thảm thiết, thương chiêu tông, Lam Nhược Đình ở trong chính đường giật mình chạy ra xem. Bốn phía không có chỗ chắn, La An nhanh chóng đẩy xe lăn về chính đường, định trốn vào phòng. Hai bên vọt ra thân vệ cầm vũ khí che sau lưng La An, yểm hộ mông sơn minh rút lui. Hai bên đằng sau bích chiếu đình viện lao ra nhiều cung tiến thủ, tiến dây cung dày đặc. Mưa tên bắn tới, thương chiêu tông chạy ra cửa xem hết hồn dơ chân đá Lam Nhược Đình té sang một bên cửa, y thì thừa dịp ngã ra sau, hai người miễn cưỡng né qua một đợt mưa tên. Thương chiêu tông nhanh nhẹn dán sát đất lăn vào sau cửa. Tên bắn vào trong rào rào, làm nhược đình sợ vã mồ hôi lạnh. Nếu không nhờ vương ra đá một cước thì mạng nhỏ của ông đã mất tại đây. Bốn thân vệ tre sau lưng La An bị bắn thành nhím ngã xuống. La An dùng thân thể bảo vệ mông sơn minh đẩy xe lăn lên bậc thang lập tức bị lộ ra, lưng trúng mấy mũi tên. Một bóng người bay ra khỏi xe lăn, vào phút then chốt La An chụp thân hình khô gầy của Mông Sơn Minh ném vào chính đường. Mông Sơn Minh hét lên, La An, Mông Sơn Minh bay giữa không trung quay đầu thấy cảnh mình không muốn nhìn nhất. Miệng La An chảy máu người mềm nhũn ngã trên xe lăn, không đứng vững cùng chiếc xe lăn xuống bậc thang. La An giống to, mặc kệ ta, đóng cửa. La An ổn định thân hình dưới bậc thang đột nhiên đứng dậy, xoay người hô xe lăn cản tên, xông thẳng tới quân địch đang xông lên, trợn to mắt đỏ ngầu giống. Cầu tặc, ra ra ở đây, đến đi. Không ai đáp lại, cũng sẽ không đáp lại, chỉ có tiếng công không tiếng động. Khi dự mưu việc này người tổ chức đã dặn bên dưới cố gắng không gây tiếng động lớn, nên sẽ không có tiếng giống đánh giết như chiều. Thể thích xe lăn có thể đỡ nhiều tên nhưng La An vẫn bị bắn trúng vào chân, ông lại nhún chân, xe lăn rất xuống, ông nằm trên xe. Nhưng La An không chịu thua, nương lưng xe ngăn tên, ông nằm trên xe đạp chân tàn đẩy trục xe lăn điên cuồng xông hướng kẻ địch. Bội đao đeo bên hông rút ra nằm trong tay, miệng la an chảy máu ròng ròng. Tiếng bực bực dày đặc đánh vò lưng xe lăn, có tên bắn mạnh xuyên qua lưng gỗ như răng nanh âm trầm hiện ra trước mắt la an. Ông vẫn đẩy xe lăn không sợ sông lên, một đường mang theo vết máu. Trùng kích bị cản lại, la an hất xe lăn, như người mang theo đao quang đụng vào đám đông. Đao phong hoặc quét hoặc chém hoặc chặt cực kỳ hung mãnh, giết một chuỗi tiếng hét thảm. Có tiếng dây cung bị chém đứt, cung tiến thủ xếp hàng đầu bị giết rối loạn trận.